Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2361, hắn thật sự làm được. Thiên tỏa bên trong không gian. Màu vàng màu trắng cùng màu đen thần vực thả ra ngoài sau. Thân ở ba cái trong thần vực Diệp Thần Phong, trong đó màu vàng trong thần vực có cuồn cuộn không đoạn linh khí bổ sung tiến vào trong cơ thể hắn. Để nguyên bản linh khí tiêu hao hơn phân nửa Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đem người bên trong linh khí bổ sung đến cao nhất. Thân mặc hắc sắc tử khí trường bào, cầm trong tay hắc sắc tử khí trường kiếm, quanh thân lượn lờ mơ mơ hồ hồ tử khí, con người huyết hồng yêu dị Diệp Thần Phong, hắn lạnh lẽo trên mặt không có nhấc lên bất kỳ một tia gợn sóng, khi hắn ba cái thần vực bên trong, từ từ cũng có tử khí tại hiện ra đi ra. Diệp Thần Phong ba cái thần vực xung kích tại Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thần vực bên trên sau, hai người bọn họ thần vực rất có co rút lại, trong con người sợ hãi trong nháy mắt phóng to, muốn hình thành ba cái thần vực, như vậy nhất định muốn tu luyện ba loại công pháp, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, thậm chí là hậu vô lai giả. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thần vực, không ngừng được Diệp Thần Phong thần vực áp bức, bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong trong thần vực nổi lên tử khí. Đang nhanh chóng xâm nhập thần của bọn hắn vực bên trong, thần của bọn hắn vực e sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ tán loạn rồi, đến lúc đó nếu như hắn hai cái được Diệp Thần Phong ba cái thần vực bao trùm, e sợ hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng bây giờ không có suy tính đường sống, từng tầng linh khí từ thân thể bọn họ bên trong nhộn nhạo lên, bọn hắn quần áo trên người cũng vi vi nhô lên, không gian chung quanh có loại tại nhũn dần xu thế. Hai người bọn họ cánh tay đồng thời vung múa, hai người bọn họ trước mặt không gian bỗng nhiên bạo động lên. Nửa bước thần tôn đỉnh phong khí thế, từ thân thể bọn họ bên trong phóng lên trời, chu vi thổi lên từng đợt cơn lốc. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng bàn tay đồng thời hướng về Diệp Thần Phong đẩy ra. Vạn thú xé trời. Không gian mãnh liệt vặn vẹo, từng con màu xanh hung tàn to lớn mãnh thú, từ vặn vẹo bên trong không gian nhanh chóng hình thành. Một con này chỉ màu xanh hung thú dương nanh múa vuốt, bọn chúng móng vuốt cùng hàm răng cực kỳ sắc bén. Gào thét hy hệt hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Phàm là từng con dương nanh múa vuốt màu xanh hung thú chỗ kinh chi địa, không gian bị phá ra từng đạo màu đen vết xước, thật là có một loại vạn thú xé trời cảm giác. Lao nhanh to lớn hung thú rậm rạp chằng chịt, một chiêu này chính là Chu gia tứ tinh bí pháp, power có thể nói là cực kỳ to lớn. Lại có thêm đây chính là hai vị nửa bước thần tôn đồng thời thi triển. Bất quá, tiến vào ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn đối mặt hướng chính mình tấn công tới màu xanh hung thú lúc, trên mặt hắn ngoại trừ sát lục chi ý, cũng chỉ còn lại sát lục chi ý rồi. Từng con to lớn màu xanh hung thú nhảy vào Diệp Thần Phong ba cái trong thần vực sau, màu trắng thần vực có thể yếu bớt tốc độ của đối thủ cùng lực công kích, cho nên màu xanh hung thú tốc độ lập tức chậm một chút. Nhưng tốc độ vẫn tính là so sánh nhanh. Trải qua màu trắng thần vực tác dụng sau đó từng con màu xanh hung thú power hơi chút giảm bớt một ít. Mà màu đen thần vực là có thể trung hòa bất kỳ chiêu thức một nửa lực công kích, trải qua Diệp Thần Phong màu đen thần vực tác dụng sau đó từng con màu xanh hung thú power trong nháy mắt giảm nhiều. Oanh! Cuối cùng hết thảy màu xanh hung thú mới xung kích tại Diệp Thần Phong trên người, có hắc sắc tử khí trường bào chống đỡ. Lại tăng thêm màu trắng cùng màu đen thần vực suy yếu, cuối cùng công kích được Diệp Thần Phong trên người sức mạnh cực kỳ ít ỏi. Đợi đến hết thảy màu xanh hung thú tản đi sau. Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, nhưng hắn bên trong thân thể khát vọng giết chóc tâm tư là càng ngày càng nặng. Sát ý tại trong thân thể hắn vô hạn bạo phát. Hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi phát đã đến cực hạn, thân thể hướng về Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng tránh đi rồi. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng nhìn thấy bọn hắn đồng thời thi triển vạn thú xé trời, thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong một sợi tóc cũng không có thương tổn được. Hai người bọn họ trong lòng sinh ra nồng nặc ý sợ hãi. Theo Diệp Thần Phong áp sát, hắn ba cái thần vực không ngừng chèn ép Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng thần vực, này khiến cho bọn hắn hai cái thần vực thượng xuất hiện từng đạo đã đến vết rạn nứt, nhưng bọn họ chả đang không ngừng duy trì. Hai người bọn họ thần vực có một loại yếu nổ tung khuynh hướng. Mà lúc này chân long trong điện. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao đám người toàn bộ nhìn xem giữa không trung tiên khí vòng tròn thiên tỏa không gian. Chỉ thấy thiên tỏa không gian tại giữa không trung lay động càng ngày càng lợi hại rồi.
Trình Nam Giang cùng Trình Sáng Trưng các loại Trình ra người, bọn hắn khóe miệng hiện lên cười gằn, bọn hắn nhưng sẽ không cho là hai tên nửa bước thần tôn sử dụng tiên khí, cuối cùng chả không giải quyết được một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử. Nhìn thấy thiên tỏa không gian phản ứng càng lúc càng lớn, được thiên tỏa không gian chấn ép không cách nào nhúc nhích Trình Nam Giang, nói, xem ra lập tức liền yếu thấy rõ ràng rồi, hai vị Chu tiền bối hẳn là đem tiểu tử kia giải quyết, một cái chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, hắn cũng dám ở Chu gia ngang ngược. Hắn là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Ở đây còn lại trước tới tham gia lần yến hội này tân khách. Bọn hắn cũng phi thường tán đồng Trình Nam Giang theo như lời nói, tuy rằng Diệp Thần Phong quả thực có chút quỷ dị. Nhưng thần vương cảnh sơ kỳ cùng nửa bước thần tôn trong lúc đó vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Trình Viễn Mộc Trình Diệc Giao cùng lão quản gia hoàn toàn không để ý đến Trình Nam Giang ý tứ, ánh mắt của bọn họ nhưng vẫn là nhìn chăm chú vào trôi nổi tại giữa không trung vòng tròn thiên tỏa không gian. Giữa không trung vòng tròn lay động phạm vi, sắp để nhân nhục mắt không cách nào phân biệt rồi. Một cái nào đó trong nháy mắt, giữa không trung vòng tròn đột nhiên dừng lại đến. Tràn ngập tại chân long điện bên trong chấn áp lực lượng cũng toàn bộ biến mất rồi. Trình Nam Giang cười nói, có kết quả, xem ra hai vị Chu tiền bối muốn từ thiên tỏa bên trong không gian đi ra. Trình Viễn Mộc, các ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Nhưng là tại Trình Nam Giang trong khi nói chuyện, chỉ thấy giữa không trung trên vòng tròn xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt, những này vết rạn nứt tại vòng tròn bên trên không ngừng mở rộng. Cuối cùng một tiếng, thiên tỏa không gian trực tiếp ở trong không khí vỡ vụn. Ba bóng người từ nát bấy thiên tỏa bên trong không gian bạo. Bắn, mà ra, chỉ thấy con người huyết hồng Diệp Thần Phong, hắn tay trái thủ sẵn Chu triển khai đức yết hầu, tay phải thủ sẵn Chu vĩnh vọng yết hầu. Tình cảnh này cùng trước đó Diệp Thần Phong thủ sẵn Chu thiên đường Chu hồng cảnh yết hầu gần như, chỉ là đối tượng nếu đổi lại là Chu thiên đường cùng Chu hồng cảnh lão tổ rồi. Trước đó trên trời khóa bên trong không gian, kèm theo Diệp Thần Phong ba cái thần vực không ngừng đè ép, cuối cùng Chu triển khai đức cùng Chu vĩnh vọng thần vực nổ tung. Thần vực uy lực nổ tung thúc đẩy thiên tỏa không gian xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng toàn bộ thiên tỏa không gian triệt để phá hủy, mà Diệp Thần Phong ba cái thần vực tại bị bắn ra thiên tỏa không gian trong nháy mắt, tự chủ thu rút về mi tâm của hắn bên trong. Trình Nam Giang cùng Trình Sáng Trưng các loại người Trình ra nhìn thấy Diệp Thần Phong thủ sẵn Chu triển khai đức cùng Chu vĩnh vọng yết hầu, sau đó bọn hắn bình tĩnh vô ảnh vô tung biến mất rồi, bọn họ là trong nháy mắt tịt ngòi rồi, trong con ngươi vẻ mặt quả thực là kỳ lạ rồi. Trình Viễn Mộc Trình Diệc Giao cùng lão quản gia bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này, Trình Diệc Giao trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng liên tục lấp lánh, người ngơ ngác tự nói, hắn thật sự làm được. Chương 2362, Tử khí hoa văn. Chân long điện bên trong, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Ở đây tất cả mọi người liền không dám thở mạnh một cái. Được Diệp Thần Phong như con chó chết chói lại yết hầu, nhưng là hai tên thứ thiệt nửa bước thần tôn a hát. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ, trên trời khóa bên trong không gian đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Tại sao nửa bước thần tôn Chu triển khai đức liên thủ với Chu Vĩnh Vọng, cuối cùng dĩ nhiên cũng thua ở Diệp Thần Phong trên tay? Được Diệp Thần Phong trói lại yết hầu Chu triển khai đức cùng Chu Vĩnh Vọng, bọn hắn sắc mặt đỏ lên một mảnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử khí đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt hóa không ra sát ý, bọn hắn càng là hãi hùng khiếp vía, nếu như sớm biết sẽ là kết quả như thế, cho dù lại cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám đối Trình Viễn Mộc bọn hắn động thủ a hát. Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ quả thực không thể tính là người, Diệp Thần Phong các loại tất cả toàn bộ vượt quá lẽ thường. Chu triển khai đức cùng Chu Vĩnh Vọng hoàn toàn không dám nhắc tới thang linh khí phản kháng, chỉ cần Diệp Thần Phong trói lại hắn yết hầu thủ hơi động, bọn hắn nhất định là chắc chắn phải chết. Chu triển khai đức âm thanh khàn giọng, chuyện ngày hôm nay chúng ta Chu gia chịu rồi, người có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Nhưng mà, nằm ở ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn căn bản nghe không hiểu Chu triển khai đức lời nói, trong lòng hắn chỉ có càng ngày càng dày đặc sát nghiệp, hắn khát vọng tiên huyết, hắn khát vọng ấm áp tiên huyết, hắn trên mặt không biểu tình, nhưng trói lại Chu triển khai đức cùng Chu vĩnh vọng thủ trưởng, từ trong đó bạo phát ra nhất cổ cực hạn sức mạnh. Hai tiếng,
từ cái cổ bắt đầu, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng chỉnh cái đầu toàn bộ nổ tung, tứ tán ra tiên huyết trong nháy mắt tung khắp Diệp Thần Phong thân thể. Hai tên nửa bước thần tôn cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Ở đây tất cả mọi người nín thở, Trình Nam Giang cùng Trình Sáng Trưng các loại người Trình ra, cổ họng của bọn hắn trong nháy mắt trở nên khô khốc cực kỳ, không ngừng nuốt nước miếng, tim đập tốc độ không ngừng tăng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn suýt chút nữa sẽ bị dọa đái, cho tới bây giờ. Bọn hắn mới biết mình lựa chọn là sai bao nhiêu thái quá. Chân Long Điện bên trong không ít Chu gia người, bọn hắn nhìn thấy của mình lão tổ cũng đã chết, bọn hắn là cái thứ nhất hoảng hốt. Bây giờ Chu gia hai tên nửa bước thần tôn cùng ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả toàn bộ chết rồi, đây cũng chính là nói tại Chu gia bên trong liền một tên thần vương cảnh cường giả cũng không tồn tại. Nguyên bản Chu gia chính là Linh Phong thành bá chủ, bây giờ Chu gia là triệt để suy yếu đi xuống. Hơn nữa tại trước đó, Chu gia áp bức qua Linh Phong thành không ít gia tộc, cho dù Diệp Thần Phong nguyện ý thả Chu gia một con ngựa, e sợ Chu gia còn lại người cũng sẽ bị những gia tộc khác tiêu diệt. Chính là tường đổ mọi người đẩy, trên thế giới này bỏ đá xuống giếng người thường thường giữ lấy đại đa số. Chu gia người dồn dập muốn hướng về Chân Long Điện chạy ra ngoài. Con người huyết hồng một mảnh Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn được những này muốn lên đường đào tẩu người hấp dẫn. Thân mặc hắc sắc tử khí trường bào, tay phải hắn cánh tay vung lên, một cái màu đen tử khí trường kiếm lần thứ hai từ trong tay hắn tạo thành. Bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xì xì, một tiếng. Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại Chân Long Điện cửa vào, trong tay hắn hắc sắc tử khí trường kiếm, trực tiếp chui vào cái thứ nhất vừa vặn một cái chân bước ra Chân Long Điện Chu gia chi thân thể của con người bên trong. Từ hắc sắc tử khí trường kiếm bên trong có cuồn cuộn không đoạn mà tử khí, tràn vào thiên thần kia cảnh Chu gia chi thân thể của con người bên trong. Chỉ thấy thiên thần kia cảnh Chu gia người, hắn da trên người đang chậm chậm khô quắt, cả người trên người cũng xuất hiện từng vết nứt. Một tiếng. Cuối cùng thiên thần này cảnh Chu gia người, thân thể của hắn trực tiếp bạo liệt ra, cả người hắn toàn bộ vì huyết phụ. Đứng ở trong huyết phụ Diệp Thần Phong. Hắn trong con người đỏ như màu máu lấp lánh không ngừng, thân ảnh của hắn liên tiếp biến mất ở nguyên chỗ, trong tay tử khí trường kiếm liên tiếp vung ra. Từng viên một đầu lâu bay về phía giữa không trung. Từng cái Chu gia chi thân thể của con người dồn dập nổ tung. Chân Long Điện bên trong mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, không bao lâu thời gian, những kia muốn chạy trốn Chu gia người, toàn bộ thành Diệp Thần Phong trong tay vong hồn. Về phần tại tràng tân khách. Trong đó cũng có thần vương cảnh cường giả, bọn hắn toàn bộ là dồn dập rời xa Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng phát hiện Diệp Thần Phong không đúng, bây giờ Diệp Thần Phong nghiễm nhiên là một cái chỉ biết là giết người ác ma. Từ khi tử khí tại Diệp Thần Phong bên phải ngực bên trong mọc rễ sau, sẽ không ngừng có mới tử khí từ mọc rễ tử khí bên trong nhô ra. Bây giờ Diệp Thần Phong bên trong thân thể mỗi một tế bào, toàn bộ được tử khí cho bao trùm rồi. Tuy nói lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn sinh cơ cũng đang dùng một loại không ngừng gia tăng tốc độ giảm bớt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên biết không có thể để Diệp Thần Phong tiếp tục như vậy. Bọn hắn quát chói tai âm thanh tại Diệp Thần Phong trong đầu vang vọng, nhưng lần này Diệp Thần Phong tiến vào cực hạn ma hóa trạng thái, lão Bạch cùng lão Hắc thanh âm hoàn toàn không có cách nào khiến hắn tỉnh táo chốc lát. Nếu như lại để cho tử khí như thế thôn phệ Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong cũng không đến bao lâu có thể sống rồi. Nhưng bây giờ lão Bạch cùng lão Hắc tàn hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tại bọn hắn khôi phục đoạn này trong quá trình, bọn hắn rất khó khống chế sức mạnh của mình đi ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Trình Diệp Giao thấy con ngươi huyết hồng Diệp Thần Phong, người cắn môi một cái sau đó người bay thẳng đến Diệp Thần Phong vọt tới, trong miệng còn tại hô, Thần Phong, người tỉnh táo một cái, người tỉnh táo một cái. Diệp Thần Phong nhìn thấy hướng chính mình xông tới Trình Diệp Giao, bị giết chóc tràn đầy hắn, muốn đem Trình Diệp Giao cũng trực tiếp giết. Nhưng hắn trên lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn, vi vi tự chủ vận chuyển. Theo Long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển, Diệp Thần Phong bên trong thân thể giết chóc mặc dù không có giảm bớt, nhưng trong đầu hắn lại là khôi phục một tia tỉnh táo. Cố nén bên trong thân thể sát ý. Diệp Thần Phong nhanh cắn chặt hàm răng. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, hắn cơ hồ là hét ra, Chu gia dược viên ở nơi nào.
Trước đó Trình Diệc Giao đã nói tại Chu gia bên trong vườn thuốc trồng 6 cây bách tâm cỏ. Trình Diệc Giao theo bản năng chỉ dược viên vị trí. Một giây sau, Diệp Thần Phong nhất thời biến mất ở chân long điện bên trong. Đi tới Chu gia dược viên sau đó Diệp Thần Phong tại Lão Bạch cùng Lão Hắc báo cho dưới, hắn rất nhanh liền nhìn thấy 6 cây bách tâm thảo, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người bây giờ trong cơ thể tử khí cùng khí tức sát phạt quá nồng nặc rồi. Hơn nữa tử khí tại trong cơ thể ngươi mọc dễ rồi, e là cho dù hấp thu 6 cây bách tâm thảo, bên trong cơ thể ngươi tử khí cũng không cách nào hoàn toàn khứ trừ. Long tộc tộc trưởng dấu ấn chỉ là để Diệp Thần Phong khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn là cũng nhịn không được nữa, hắn trực tiếp đem 6 cây bách tâm cỏ cầm ở trong tay hấp thu. Theo hấp thu từng cây bách tâm thảo, tại 6 cây bách tâm cỏ toàn bộ hấp thu xong sau. Diệp Thần Phong trên người tử khí trường bào trong nháy mắt thu lại tiến vào trong cơ thể, hắn trong mắt màu đỏ ngòm cũng khôi phục bình thường màu sắc, bên trong thân thể tử khí cũng đang cấp tốc biến mất. Mặc trên người rách nát quần áo Diệp Thần Phong, hắn nửa người trên lộ ở bên ngoài, cảm giác lên đi trong cơ thể hắn tử khí thật giống toàn bộ biến mất rồi, bên phải ngực mọc rễ tử khí cũng không thấy, nhưng tại hắn bên phải ngực địa phương, lại xuất hiện một cái màu đen hoa văn phức tạp. Đây chính là tử khí tạo thành tử khí hoa văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2363, thi trì. Hô! Trong miệng hung hăng nôn thở ra một hơi. Hoàn toàn từ ma hóa trạng thái trong đi ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn cả người có một loại cực hạn đau nhức, trước đó đang nồng nặc tử khí tràn ngập dưới, trên người hắn được Chu triển khai đức bọn hắn nổ nát xương hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng trải qua nồng nặc tử khí cùng khí tức sát phạt không ngừng tràn ngập, lần này tuy nói Diệp Thần Phong không có tiến vào hôn mê, nhưng hắn có một loại không nói ra được cảm giác vô lực, cả người trong cơ thể linh khí cực kỳ phù phiếm, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Tỉ mỉ cảm ứng thân biến hóa trong cơ thể, hắn tại thân thể của mình bên trong, căn bản không cảm giác được nửa điểm tử khí tồn tại, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại chính mình bên phải ngực vị trí. Nhìn xem mặt trên hình thành màu đen hoa văn phức tạp, mơ hồ có một tầng hắc quang tại hoa văn giữa dòng chuyển. Diệp Thần Phong đem chỗ có cảm ứng toàn bộ tập trung vào màu đen hoa văn thượng, nhưng hắn tại màu đen hoa văn thượng cũng cảm giác không ra bất kỳ một tia tử khí, này làm cho lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Hắn thử đem linh khí hướng màu đen hoa văn thượng tập trung, nhưng màu đen hoa văn gặp phải linh khí sau đó trong đó vẫn không có bất kỳ một điểm phản ứng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, không cần nghĩ, này màu đen hoa văn nhất định là do tử khí tạo thành tử khí hoa văn, lấy ngươi lúc trước cái loại này cực hạn ma hóa trạng thái, quang chỉ dựa vào 6 cây bách tâm thảo, tuyệt đối là không cách nào trừ đi bên trong cơ thể ngươi tử khí cùng khí tức sát phạt. 6 cây bách tâm cỏ tại áp chế cùng trừ đi bên trong cơ thể ngươi tử khí thời điểm, thúc đẩy tử khí tại ngươi bên trong thân thể sinh ra biến dị. Cuối cùng tại ngươi bên phải ngực địa phương tạo thành tử khí hoa văn. Ta cùng Lão Hắc cũng cảm ứng qua trên người ngươi hình thành tử khí hoa văn rồi, chúng ta chút nào cảm giác không ra trong đó có tử khí thẩm thấu mà ra, loại này biến dị quá mức cổ quái, thân thể của ngươi hiện nay là hoàn toàn không nhận lấy cái chết tức giận ảnh hưởng tới, tự coi như ngươi vận chuyển linh khí dòng sông, cái kia tử khí hoa văn cũng sẽ không sản sinh biến hóa. Cái này thật sự là quá quái lạ rồi. Ngươi về sau còn nhiều hơn cố lưu ý bách tâm thảo, hay là yêu cầu càng nhiều hơn bách tâm thảo, mới có thể đem trên người ngươi tử khí hoa văn cũng đi diệt trừ. Này tử khí hoa văn ở trên người ngươi giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ khuếch tán u ác tính, chính ngươi cũng nhất định muốn một mực chú ý tử khí hoa văn biến hóa. Nghe được Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong tạm thời yên tâm không ít, cả người hắn vượt đi ra bước chân, có phần lung la lung lay. Hắn liếc mắt nhìn Chu gia dược viên, mảnh này dược viên phi thường to lớn, trong không khí tràn ngập nồng nặc linh thảo hương vị. Loại linh thảo này hương vị quá mức nồng nặc, để Diệp Thần Phong trong lòng có một loại cảm giác cổ quái, hắn nói, Lão Bạch, Lão Hắc. Các ngươi có hay không cảm thấy mảnh này dược viên có phần cổ quái? Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng cẩn thận cảm ứng lên mảnh này dược viên, không một lúc sau, Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, nào chỉ là quái lạ đơn giản như vậy. Mảnh này dược viên có vấn đề lớn, ngươi nghe thấy đến nồng nặc linh thảo hương vị, làm như vậy là để che giấu một loại khác mùi vị, bằng không mảnh này bên trong vườn thuốc linh thảo tuyệt đối tán không phát ra được như thế nồng nặc linh thảo hương vị.
Tại vườn thuốc này dưới đáy không ngừng có thi, khí đang bốc lên, chỉ bất quá được nơi này linh thảo hương vị toàn bộ che kín rồi, ngươi thấy dược viên chính giữa cái kia ngọn núi giả sao? Bốc lên thi, khí nồng nặc nhất địa phương chính là chỗ kia giả sơn nơi đó. Diệp Thần Phong có phần lay động thân ảnh hướng về giả sơn đi đến, đang đến gần giả sơn sau. Chỉ thấy tại trên núi giả phác họa một cái ẩn nấp trận pháp, coi như là trình độ cực sâu trận pháp sư, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện trận pháp này. Bất quá, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn trận pháp trình độ tuyệt đối là cực kỳ cường hãn rồi, ba người bọn họ liên hợp nhãn lực yếu phát hiện trên núi giả trận pháp, tự nhiên là không thành vấn đề. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Diệp Thần Phong bắt đầu phá giải trên núi giả trận pháp, theo hắn tràn ngập linh khí bàn tay, không ngừng tại trên núi giả di động. Từ trên núi giả lần lượt vọt lên màu đỏ, màu xanh lam, màu đen cùng màu trắng này bốn vệt sáng. Két, 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 két. Tỉ mỉ thanh âm ở trong không khí vang vọng, chỉnh ngọn núi giả chậm rãi hướng về bên phải rời đi, trên mặt đất xuất hiện một cái đi về dưới đáy cửa động. Tại giả sơn rời đi sau, Diệp Thần Phong cũng có thể cảm nhận được thi, tức giận, nhất cổ thi, khí xông thẳng tiến trong lỗ mũi của hắn, đang do dự chỉ chốc lát sau. Hắn vẫn là hướng về đi về dưới đáy trong cửa động đi đến. Từng đoạn cầu thang đi về dưới đáy. Tại Diệp Thần Phong bước lên cầu thang sau đó chu vi vô cùng tối tăm. Trong không khí vô cùng ẩm ướt, một loại mục nát mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Cộc, 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 thanh âm ở trong đường hầm vang lên. Đây là Diệp Thần Phong đạp ở trên bậc thang. Phát ra âm thanh, chỉ thấy tại trên bậc thang che kín một loại nào đó dịch. Thể, mỗi lần đạp xuống một cước, trên bậc thang liền sẽ bắn lên một ít bọt nước đến. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen. Thanh viêm nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, có thanh viêm chiếu sáng sau đó hắn trong nháy mắt nhìn rõ ràng trên bậc thang dịch. Thể, này từng đoạn trên bậc thang rõ ràng là che kín tiên huyết. Diệp Thần Phong ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn luôn có một loại phi thường dự cảm không tốt, tại chu gia bên trong tại sao có thể có như thế một địa phương? Tại lòng đất này xuống tới đáy ngọn nguồn có những gì? Ước chừng tại hành tẩu khoảng 20 phút. Diệp Thần Phong rốt cục đi đến thật dài cầu thang, hắn đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian bên trong. Khi hắn bước vào vùng không gian này sau, vùng không gian này trên vách đá nhất thời phát sáng lên. Chỉ thấy vùng không gian này trên vách đá khảm nạm từng khối này màu trắng tinh thạch. Từ nơi này chút màu trắng trong tinh thạch tản ra ánh sáng trong nháy mắt đem vùng không gian này cho chiếu sáng. Mảnh đất này đáy ngọn nguồn không gian cùng trên mặt đất to lớn dược viên diện tích giống nhau như đúc. Chỉ thấy tại bên trong vùng không gian này được chế tạo ra từng cái ao. Ở nơi này tối thiểu có mấy trăm cái ao nhiều. Từng cái trong hồ nằm đầy từng bộ không ngừng tại mục nát thi thể. Từng cái trong hồ tối thiểu có thể chứa đựng hơn trăm có thi. Thể. Tại bước vào không gian này sau đó nồng nặc vô cùng mùi hôi thối, điên cuồng chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Từng cái trong hồ thi thể toàn bộ đang bị lực lượng nào đó cho hòa tan mục nát, cuối cùng ở trong ao hóa thành huyết thủy. Chu gia dược viên dưới đáy tại sao có thể có như thế một địa phương? Diệp Thần Phong cùng Chu gia người giao thủ qua, giả nếu bọn họ là dùng những này thi. Thể tu luyện một loại nào đó tà, ác công pháp, như vậy trước đó hắn hẳn là có thể cảm nhận được đối phương linh khí không giống, nhưng trước hắn căn bản cũng không có cảm giác được. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tại lòng đất này không gian bên trong, ngoại trừ mấy trăm cái thi chỉ ở ngoài, thật giống không có còn lại chỗ đặc thù rồi. Thân thể có phần lay động Diệp Thần Phong. Ánh mắt của hắn như ngừng lại vùng không gian này phía trước nhất một mặt trên vách đá, chỉ thấy mặt này trên vách đá khắc đầy rậm rạp chằng chịt kiểu chữ, dĩ nhiên đã đi tới nơi này, như vậy hắn nhất định là yếu tìm tòi hư thực, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại mặt này trước vách đá, từng chữ từng câu nhìn lên trên vách đá chỗ khắc xuống kiểu chữ. Chương 2364, Viễn Cổ Thi Tông Truyền Thừa. Càng xem càng hoảng sợ. Trên vách đá chỗ khắc xuống từng chữ thể. Ghi chép là một loại cực kỳ tà, ác công pháp. Loại công pháp này tên là thi, ma, quyết, chính là Chu gia tổ tiên trong lúc vô tình lấy được một phần công pháp. Cuối cùng Chu gia tổ tiên dựa vào tu luyện loại công pháp này, chậm rãi mới thành lập nên bây giờ Linh Phong thành bá chủ Chu gia.
Này thi, ma, quyết bắt đầu tu luyện cùng còn lại chính đạo công pháp không chỗ đặc biệt gì, cho nên trước đó Diệp Thần Phong không có cảm giác đến Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đám người linh khí có những gì bất đồng. Nhưng phàm là tu luyện thi, ma, quyết, nếu như được đối thủ giết chết, đồng thời tại giết chết thời điểm, trái tim cùng đầu chả duy trì hoàn chỉnh, như vậy tu luyện thi, ma, quyết người liền sẽ khởi tử hoàn sinh, biến thành một chủng loại tựa cương thi đồ vật. Bất quá, bọn hắn nhưng vẫn là còn sống trước ý thức của mình cùng ký ức, một khi khởi tử hoàn sinh, như vậy liền tất cần phải dựa vào không ngừng nuốt vào thi. Thể sống tiếp rồi, tuy nói khởi tử hoàn sinh sau, thực lực được không đến bất kỳ đột phá, nhưng bọn họ sức chiến đấu hội tăng lên trên diện rộng, thậm chí chỉ cần có đủ nhiều thi. Thể nuốt vào, khởi tử hoàn sinh người có thể sống rất dài tuế nguyệt. Tại toàn bộ Chu gia biết mảnh này dược viên dưới đáy có khác càn khôn cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, thậm chí Chu gia con cháu hắn đều không biết mình tu luyện chính là thi. Ma, quyết, dù sao tại không có chết qua một lần thời điểm, tu luyện thi. Ma, quyết người và phổ thông người tu luyện khí tức không có gì khác nhau. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên cũng cảm thấy trên vách đá chỗ khắc xuống kiểu chữ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói ra, viễn cổ thi tông truyền thừa. Viễn cổ thi tông truyền thừa. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, hai người các ngươi biết loại công pháp này. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ có một cái tông môn gọi là thi tông, bọn hắn tu luyện chính là thi. Ma, quyết, cuối cùng thi tông là bị long tộc tiêu diệt, không nghĩ tới lâu năm như thế sau đó thi tông truyền thừa tái hiện. Hơn nữa là được ngươi cái này long tộc đời thứ ba tộc trưởng gặp, đây thật là vận mệnh a hát. Căn cứ trên vách đá ghi chép, tu luyện thi, ma. Quyết sau khi bị giết chết, mỗi người phục sinh thời gian cũng khác nhau. Nhưng ngắn nhất cũng cần đại nửa giờ mới có thể phục sinh, dài nhất thì còn lại là yêu cầu 2 đến 3 tiếng phục sinh. Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm gọi một tiếng gay gâu. Tại Chu gia chân long trong điện. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng hai cái này nửa bước thần tôn, đầu của bọn họ trực tiếp là nổ tung, nhưng Chu gia ba tên thần vương cảnh cường giả, bọn hắn chỉ là trên cổ được Diệp Thần Phong cho xuyên thấu, nếu Chu gia người tu luyện toàn bộ là thi. Ma, quyết, như vậy tại chân long điện rất nhiều bị hắn giết chết Chu gia người toàn bộ hội phục sinh. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng phát hiện tại cái này từng cái thi trì bên trong toàn bộ có một cái rãnh. Cuối cùng những thi thể này mục nát hóa thành dòng máu toàn bộ là chảy vào, trước mặt hắn phía này bên trong vách tường. Nếu loại công pháp này là Chu gia tổ tiên lấy được, nơi này lại nắm chắc trăm cái thi trì, như vậy Chu gia tổ tiên vô cùng có khả năng còn sống, chỉ là dùng một loại tương tự cương thi hình thái còn sống. Tại Diệp Thần Phong lo lắng thời khắc, trước mặt vách đá này thượng đột nhiên xuất hiện 5 cái hình chữ nhật rãnh, từ nơi này 5 cái hình chữ nhật rãnh bên trong. Đẩy ra 5 thanh đen nhánh quan tài. Tại quan tài bị đẩy ra trong nháy mắt. Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy, trong đó 2 chiếc quan tài bên trong là nửa bước thần tôn thật khí thế, mặt khác 3 chiếc quan tài bên trong là thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế. Phía này vách tường là có thể cách trở cảm giác, cho nên trước đó lão Bạch cùng lão Hắc cũng không có cảm giác xuất vách đá bên trong quái lạ. Xem ra nằm ở trong quan mộc người chính là Chu gia đã từng tổ tiên rồi. Chỉ là thi. Ma, quyết quá mức tà, ác rồi, cho nên những này Chu gia tổ tiên, bọn hắn quanh năm đợi ở chỗ này, nếu như bị viễn cổ giới chính đạo tông môn biết Chu gia tu luyện loại công pháp này, e sợ toàn bộ Chu gia lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, Chu gia những này có thể nói người không ra người quỷ không ra quỷ tổ tiên, bọn hắn căn bản là không thích hợp xuất hiện ở những người khác trước mặt. Tạch tạch tạch, từ 5 chiếc quan tài thường phát hiện nhẹ nhẹ tiếng vang. Chỉ thấy nắp quan tài tại từ bên trong được chậm rãi rời đi. Diệp Thần Phong bây giờ mới vừa từ ma hóa trạng thái đi ra ngoài. Chiến lực của hắn trên diện rộng hạ thấp, cho dù đối mặt thần vương cảnh cường giả, hắn cũng mơ hồ vô cùng, chớ nói chi là 2 tên nửa bước thần tôn rồi. Thân ảnh của hắn không chút do dự hướng xuống đất thượng phóng đi. Mà lúc này chân long trong điện. Tất cả mọi người vẫn không có từ Diệp Thần Phong mang cho khiếp sợ của bọn hắn bên trong phục hồi tinh thần lại. Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh hai cái này Chu gia trẻ tuổi, bọn hắn được Diệp Thần Phong thanh yết hầu nắm hóa thành huyết vụ rồi, đầu của bọn họ nhưng vẫn là lăn rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt,
Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đầu lâu lăn tới của mình thi. Thể bên, chỉ thấy bọn họ hai cái đầu lâu cùng thân thể của mình nối liền với nhau. Chỉ là trong nháy mắt, hai người bọn họ đầu lâu cũng một lần nữa về tới trên người mình, chỉ là đầu của bọn họ trực tiếp liên tiếp ở trên ngực Phương rồi, chính giữa thiếu một đoạn cái cổ. Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đột nhiên mở mắt ra, hai người bọn họ từ trên mặt đất đứng lên, từ trên người bọn họ tản ra nhất cổ nồng nặc thi khí. Tại Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đột nhiên phục sinh sau. Thân ở chân long điện bên trong mọi người, bọn hắn từng cái trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh lại đột nhiên phục sinh. Tại Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh phục sinh sau. Trước đó được Diệp Thần Phong giết chết ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, trên cổ của bọn họ chỉ là bị xuyên thủng một cái to bằng ngón tay lỗ máu, bọn hắn phục sinh lên là càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy Chu gia này ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn trên cổ lỗ máu đang nhanh chóng khép lại, bọn hắn nguyên bản đình chỉ bất động con mắt, lần thứ hai chớp một hồi, trên người thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế lần thứ hai bay lên, đồng thời bên trong cơ thể của bọn họ trả tỏa ra nồng nặc thi khí. Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đầu của bọn họ là nổ tung thành huyết vụ, nổ tung đầu tự nhiên là không thể nào khôi phục rồi, nhưng hai người bọn họ không có đầu thân thể, nhưng cũng quỷ dị động nảy lên. Trên mặt đất còn lại Chu gia người thi, thể, toàn bộ tại lần lượt quỷ dị sống lại, tình cảnh này làm cho ở đây hết thảy trước tới tham gia yến hội tân khách, toàn bộ nín thở, thậm chí bọn hắn trong đầu có phần trống không. Trình Diệc Giao trong con ngươi tràn đầy một chút vẻ hoảng sợ, người thấp giọng nói, lão tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu gia những người này không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn như nào đây có thể phục sinh? Bọn hắn đến cùng tu luyện công pháp gì? Trên người bọn hắn thi khí quá nồng nặc rồi. Trình Viễn Mộc đem Trình Diệc Giao chắn thân thể của mình mặt sau, hắn ánh mắt ngưng trọng nói ra, Diệc Giao, xem ra Chu gia sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc, Chu gia nhất định là đã tu luyện một loại nào đó được tu luyện giới chơ chẽn công pháp, không biết Diệp tiểu huynh đệ hiện tại như thế nào. Lẽ nào đến cuối cùng, chúng ta vẫn là không cách nào thoát chết được vận mệnh sao? Chương 2365, toàn bộ muốn chết. Chu gia người lần lượt tại chân long điện bên trong phục sinh sau. Toàn bộ chân long điện là triệt để hỗn loạn. Những này phục sinh Chu gia người phần lớn đều không biết mình tu luyện thi. Ma, quyết, liền ngay cả Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh cũng không biết, chỉ có ba tên phục sinh Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn họ là biết điểm này. Này ba tên phục sinh Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn lập tức cho ở đây hết thảy Chu gia người truyền âm. Để Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh các loại Chu gia người toàn bộ biết rồi thi. Ma, quyết sự tình. Trình Nam Giang cùng Trình Sáng Trưng các loại Trình gia người, bọn hắn vốn là rơi vào trong tuyệt vọng rồi, cho là mình lúc trước lựa chọn 10 phần sai, bây giờ nhìn thấy chết đi Chu gia người toàn bộ quỷ dị phục sinh, liền ngay cả không có đầu lâu Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức không. Đầu, thi, thể cũng chuyển động, bọn họ là không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Bọn hắn đã triệt để nương nhờ vào Chu gia rồi, bọn hắn lập tức đi tới Chu Hồng Cảnh đám người bên cạnh. Bởi mới vừa vặn phục sinh, Chu Hồng Cảnh bọn người trên thân thi, khí vẫn không tính quá nồng nặc, chỉ có tại sau này không ngừng nuốt vào từng bộ thi. Thể sau đó trên người bọn hắn thi, khí mới sẽ không ngừng tích lũy. Trình Nam Giang lập tức nói ra, Chu Thiếu, các ngươi không có chuyện gì, này thật sự là quá tốt. Tiểu tử kia quả thực là coi trời bằng vung, lại dám tại Chu gia bên trong như thế ngang ngược, hắn tình huống trước rất không ổn, hắn hẳn là hướng về Chu gia dược viên tiến đến. Nhưng tại Trình Nam Giang tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Cái kia ba tên phục sinh Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn linh khí phun trào, ba người bọn hắn tay không trực tiếp đem Trình Nam Giang thân thể cho sống sờ sờ xé nát. Sau đó... Bọn hắn không coi ai ra gì nuốt vào lên Trình Nam Giang phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường ngửi được mùi máu tanh sau đó hai người bọn họ cũng bắt đầu nuốt vào Trình Nam Giang phần còn lại của chân tay đã bị cụt rồi. Ở đây còn lại phục sinh Chu gia người, bọn hắn cũng từng cái toàn bộ nuốt nước miếng. Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức không, đầu, thi, thể, đứng ngây ra đứng ở trên mặt đất. Từ bọn hắn thi thể không đầu thượng nhưng vẫn là tỏa ra nửa bước thần tôn thật khí thế. Trình Sáng Trưng,
Trình Sáng Dực cùng Trình Thông Lạnh nhìn thấy cha mình trực tiếp được Chu gia người sống sờ sờ nuốt vào, thân thể bọn họ trong nháy mắt một cái cứng ngắc, cả người cũng bắt đầu có phần bắt đầu run rẩy, dưới chân bọn họ bước chân căn bản là kinh hãi bước không ra bất kỳ từng bước. Trình Nam Giang thân thể rất nhanh sẽ được ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng cảnh cho nuốt vào xong. Này ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn hắn không chút do dự đối với Trình Sáng Trưng đám người động thủ, Trình Sáng Trưng các loại ba người trong miệng hung hăng nói, không, không được. Đáng tiếc cái kia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ Chu gia cường giả, bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới Trình Sáng Trưng đám người cầu xin tha thứ, không chút do dự đem Trình Sáng Trưng thân thể của bọn họ xé nát rồi. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia thấy cảnh này. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút khó chịu, tuy nói bọn hắn đối Trình Nam Giang đám người tuyệt vọng, nhưng thân thể bọn họ bên trong dù sao chảy xuôi Trình ra huyết dịch, bọn hắn không làm được như Trình Nam Giang bọn hắn nơi đó y hệt tuyệt tình. Nhìn xem Chu gia người nuốt vào Trình Sáng Trưng các loại thân thể của con người, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ kinh hồn táng đảm. Đang lúc này, Diệp Thần Phong dồn dập bóng người về tới Chân Long Điện bên trong. Hắn nhìn thấy Chân Long Điện bên trong phục sinh Chu gia người sau. Nhìn thấy Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao đám người không có chuyện gì, trong lòng của hắn là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn là bằng nhanh nhất độ chạy về nơi này, sắc mặt tái nhợt lợi hại, lấy hắn tình huống bây giờ, muốn đối phó phục sinh ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng có lòng không đủ lực rồi. Huống hồ trong quan tài những Chu gia đó tổ tiên khẳng định cũng cảm giác được Chu gia bên trong biến hóa, e sợ Chu gia những kia tổ tiên cũng đang đã tới, hiện tại Diệp Thần Phong chỉ muốn mang theo Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia rời đi, thực sự không được đem bọn họ trực tiếp đưa vào hỗn độn trong chiếc nhẫn trước tiên tránh một chút. Nhưng là tại Diệp Thần Phong yếu hướng về Trình Diệc Giao bên kia đến gần thời điểm, cái kia ba tên phục sinh Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn hắn đình chỉ nuốt vào, bọn hắn lập tức chặn lại rồi Diệp Thần Phong đường đi, bọn hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được Diệp Thần Phong không đúng. Bây giờ Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, trên người linh khí cũng phù phiếm vô cùng, sợ là sớm đã không có trước đó như vậy chiến lực mạnh mẽ rồi. Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng đều nhìn thấy chính mình lão tổ không. Đầu, thi, thể rồi, trong đó Chu Hồng Cảnh quát lên, tiểu tử. Không nghĩ tới chứ. Ngươi không nghĩ tới chúng ta vẫn có thể phục sinh chứ. Ta muốn đem thịt của ngươi từng khối nuốt vào trong bụng, lấy ngươi bây giờ tình hình. Ngươi có bản lĩnh phách lối nữa một lần a hát. Tại Diệp Thần Phong trao mày lúc thức dậy. Nồng nặc thi khí bay vào toàn bộ Chân Long Điện bên trong. Một giây sau, chỉ thấy năm đạo tanh hôi vô cùng bóng người tiến vào Chân Long Điện, này năm cái tiến vào Chân Long Điện thân ảnh. Trên người bọn hắn mặc một bộ ẩm ướt cộc cộc trường sam, cả khuôn mặt có phần mục nát. Nhưng mơ hồ chả có thể thấy được mặt mũi bọn họ. Chu gia tổ tiên Chu Vô Phong. Chu gia tổ tiên Chu Niệm Thiên. Tại đây năm bóng người xuất hiện tại Chân Long Điện sau đó có phần người tu luyện lập tức bật thốt lên, thanh âm của bọn hắn đều có chút rung động rồi. Này năm đạo tiến vào Chân Long Điện thân ảnh. Trong đó hai đạo trên người có nửa bước thần tôn khí thế chính là Chu Vô Phong cùng Chu Niệm Ngày. Ba người khác thực lực đều tại thần vương cảnh trung kỳ. Năm người này liền là vừa vặn cái kia năm chiếc quan tài bên trong Chu gia tổ tiên rồi, bọn hắn có thể cảm giác được Chu gia những người còn lại biến hóa, bọn hắn cảm thấy được rất nhiều Chu gia người bị giết chết, bọn hắn mới quyết định xuất đến xem thử. Chu gia năm tên tổ tiên xuất hiện. Cái kia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ Chu gia cường giả. Bọn hắn lập tức cung kính bái kiến. Chu Vô Phong âm thanh lạnh lẽo mà hỏi, Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng đâu này? Cái kia ba tên thần vương cảnh sơ kỳ Chu gia cường giả, bọn hắn lập tức thanh chuyện nơi đây nói một lần, chả chỉ Chu Triển Khai Đức cùng Chu Vĩnh Vọng không? Đầu, thi, thể, thi, ma, quyết tuy nói có thể để người ta phục sinh. Nhưng nhất định muốn có hoàn chỉnh đầu lâu cùng trái tim, Chu Vĩnh Vọng cùng Chu Triển Khai Đức đầu lâu không có, cho nên liền tính hai người bọn họ còn có thể phục sinh, cũng chỉ có thể đủ biến thành một bộ không có đầu lâu, không có chính mình tư duy khôi lỗi. Diệp Thần Phong bị bao vây tại Chu gia năm tên tổ tiên cùng ba tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả chính giữa, hiện tại hắn nhưng không có cách tới gần Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn,
muốn cho hắn bỏ lại Trình Diệc Giao bọn hắn, hắn là không làm được, nhưng hôm nay tình huống của hắn, tại loại tình thế này dưới, quả thực là cửu tử nhất sinh. Chu Vô Phong cùng Chu Niệm Thiên đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn lại nhìn chung quanh một vòng toàn bộ Chân Long Điện bên trong người, trong đó Chu Niệm Thiên mở miệng nói, Chân Long Điện bên trong người toàn bộ muốn chết, hôm nay liền để cho chúng ta Chu gia đến cử hành một hồi huyết nhục thịnh yến đi. Chu Niệm Thiên trên người thi khí tăng mạnh, hắn có chút mục nát trên mặt không ngừng tràn ra một loại chất lỏng màu xanh biếc, dáng dấp nhìn qua có vẻ cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chương 2366, các ngươi cũng dám xưng tôn. Chu gia tổ tiên Chu Niệm Thiên lời này vừa nói ra. Trước tới tham gia Chu gia yến hội người tu luyện, bọn hắn toàn bộ khuôn mặt thất sắc, Chân Long Điện cửa vào có Chu Niệm Thiên hòa Chu Vô Phong đứng đấy. Bọn hắn căn bản là không cách nào từ Chân Long Điện bên trong chạy trốn đi ra, bọn hắn tuyệt đối không muốn bị Chu gia những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật nuốt chửng. Chu Niệm Thiên, các ngươi Chu gia đến cùng muốn làm gì? Các ngươi Chu gia tu luyện như thế tà, ác công pháp, các ngươi chả không quay đầu lại là bờ. Lẽ nào các ngươi muốn trở thành toàn bộ viễn cổ giới địch nhân sao? Chúng ta hôm nay toàn bộ là tới tham gia các ngươi Chu gia yến hội. Này chính là các ngươi Chu gia đạo đãi khách. Chỉ muốn các ngươi thả ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ không thanh hôm nay nhìn thấy được sự tình nói ra. Đối mặt còn lại người tu luyện chất vấn, Chu Niệm Thiên hòa Chu Vô Phong mục nát khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Chu Vô Phong nói, chỉ có người chết mới sẽ không thanh hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây nói ra. Trong khi nói chuyện, Chu Niệm Thiên hòa Chu Vô Phong hai tên nửa bước thần tôn. Bọn hắn trước tiên đối Chân Long Điện bên trong người tu luyện động thủ, bọn hắn theo tay khẽ vẫy là có thể đem một tên người tu luyện xé nát, sau đó điên cuồng nuốt chửng được chính mình xé nát người tu luyện thân thể. Diệp Thần Phong được phục sinh ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả xuống lại, đây là Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh dặn dò, bọn hắn muốn đem Diệp Thần Phong lưu đến cái cuối cùng hưởng dụng, bọn hắn trước tiên muốn cho Diệp Thần Phong nếm thử loại kia chờ đợi tử vong tư vị. Mà Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia ba người này, bọn hắn cũng không có bị công kích, này đồng dạng cũng là Chu Thiên Đường cùng Chu Hồng Cảnh dặn dò, Chu gia làm cho tình cảnh như thế, hoàn toàn là chuyện của Trình gia tình đưa tới, tự nhiên không thể để Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn quá chết nhanh rồi. Đang không ngừng nuốt vào người tu luyện thân thể Chu Hồng Cảnh, hắn miệng đầy dính đầy tiên huyết, hắn há mồm ra lúc nói chuyện, thậm chí có thể nhìn thấy kẹt ở hắn răng trong hàm răng thịt nát đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trình Diệc Giao, ngươi nếu không muốn trở thành nữ nhân của ta, như vậy ngươi liền trở thành thức ăn của ta đi. Ta sẽ hảo hảo thưởng thức thân thể ngươi từng cái vị trí huyết nhục. Đứng ở Trình Viễn Mộc bên cạnh Trình Diệc Giao, nàng nhìn thấy Chu Hồng Cảnh khủng bố dáng dấp. Nghe được Chu Hồng Cảnh lời ấy sau đó trên mặt nàng trong nháy mắt không có một tia màu máu rồi. Được ba tên Chu gia thần vương cảnh sơ kỳ cường giả vây quanh Diệp Thần Phong. Hắn nhìn thấy Chân Long Điện bên trong người tu luyện từng cái chết đi, từng cái được Chu gia người nuốt vào. Hắn đối với những thứ này người chết sống, hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ cần Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn tạm thời an toàn là được rồi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở trong không khí. Một loại nào đó cực hạn âm, khí tại toàn bộ Chu gia không ngừng tràn ngập ra. Bởi Chu gia dược viên chỗ kia che giấu dưới lòng đất thông đạo giả sơn không có khóa nhắm lại, không ngừng có nồng nặc âm. Khí từ dưới mặt đất truyền lên. Phải biết chỗ kia dược viên dưới lòng đất, nhưng là hiểu rõ trăm cái thi trì, chết ở thi trong ao người nhất định là đếm không hết, trong đó tụ tập âm. Khí tự nhiên là không cần nói cũng biết được rồi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Chân Long Điện bên trong còn sống người tu luyện càng ngày càng ít. Mà toàn bộ Chu gia toàn bộ tràn ngập ở một loại nồng nặc âm. Khí bên trong, có thể nói Chu gia biến thành một cái cực âm chi địa rồi. Linh Phong Thành những kia chưa có tới tham gia Chu gia yến hội người tu luyện, bọn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn hướng Chu gia phủ đệ phương hướng, chỉ thấy từ Chu gia bên trong tòa phủ đệ có âm. Khí xung thiên, rất nhanh. Tại Chân Long Điện bên trong ngoại trừ Chu gia người, chỉ có Diệp Thần Phong, Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia còn sống. Chân Long Điện bên trong cũng che kín cực hạn âm, khí, nồng nặc mùi máu tanh ở trong không khí không ngừng lan tràn. Chu Niệm Thiên hòa Chu Vô Phong một lần nữa đưa mắt tụ tập ở Diệp Thần Phong trên người,
bọn hắn đã thông qua Chu Hồng Cảnh đám người, biết được hôm nay kẻ cầm đầu chính là cái này tiểu tử. Bây giờ bọn hắn Chu gia nhiều người như vậy toàn bộ tiến vào loại này không thể gặp người trong trạng thái. Chu gia nhất định là không cách nào tiếp tục tại Linh Phong Thành lưu đi xuống, tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong làm hại. Chu Niệm Thiên mục nát trên mặt không ngừng tràn ra nước mủ, hắn nói, thật không nghĩ tới một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử, liền sẽ đem chúng ta Chu gia làm cho như thế long trời lở đất. Chu Niệm Thiên trên người nửa bước thần tôn thật khí thế cùng thi khí đồng thời hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Chu Hồng Cảnh nói, tổ tiên, có thể hay không để tiểu tử này lưu một hơi, ta muốn khiến hắn thân mắt thấy chính mình thân thể được ta từng miếng nuốt vào. Chu Thiên Đường cũng nói, tổ tiên, ta cũng muốn như thế, ta cũng coi như là chết ở trên tay tiểu tử này một lần rồi, yếu không phải chúng ta tu luyện là thi. Ma, quyết, như vậy chúng ta Chu gia hội triệt để hủy ở trên tay hắn. Đối với Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường thỉnh cầu, Chu Niệm Thiên tùy ý gật gật đầu. Mà cách đó không xa Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia trong đầu thần kinh banh quá chặt chẽ, bọn hắn cũng cảm giác được Diệp Thần Phong bây giờ trạng thái, e sợ Diệp Thần Phong bây giờ căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu rồi. Đến cuối cùng bọn hắn hay là muốn chết ở Chu gia nhân thủ lên A. Thậm chí thân thể đều phải bị Chu gia người nuốt vào mất. Mà ở Chu gia bên trong âm, khí càng ngày càng dồi dào, thậm chí toàn bộ Chu gia biến thành một cái cực âm chi địa sau. Diệp Thần Phong trong lòng lộ ra một vệt nụ cười. Sớm tại Thiên Huyền giới thời điểm gặp phải Lão Bạch cùng Lão Hắc đã từng người quen quỷ vật Lão Quỷ. Bởi quỷ vật nhất định muốn sinh sống ở âm, khí cùng tử khí rất nặng địa phương, mà lúc trước Lão Quỷ cũng cố ý yếu cùng theo một lúc rời đi, chỗ lấy cuối cùng Diệp Thần Phong đem Lão Quỷ đặt ở tử vong hòm quan tài bên trong, vừa vặn tử vong hòm quan tài bên trong là thích hợp Lão Quỷ sinh hoạt. Lão quỷ thực lực chính là chân chính bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ rồi. Bây giờ Chu gia biến thành một cái cực, âm chi địa, hơn nữa trải qua vừa vặn giết chóc, chân long điện bên trong lại tràn ngập một ít phổ thông tử khí. Lão quỷ hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xuất hiện ở đây rồi, cái này cũng là hiện tại Diệp Thần Phong biện pháp duy nhất rồi. Hắn lập tức đem tử vong hòm quan tài từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra, lần trước tử vong hòm quan tài đã bị Diệp Thần Phong một lần nữa phong ấn. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc quan tài, Chu Niệm Thiên quát lạnh, chỉ là một cái thần vương cảnh tiểu tử, còn dám tại bản tôn trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn. Chu Niệm Thiên nhất trưởng bay thẳng đến Diệp Thần Phong vỗ tới. Một cái máu rầm rề cự đại thủ trưởng ấn hướng về Diệp Thần Phong úp tới. Mà Diệp Thần Phong nhưng là nhanh chóng mở ra tử vong hòm quan tài phong ấn, đem nắp quan tài cho đẩy ra, nói, lão quỷ tiền bối, đỡ lấy tới thăm ngươi. Một đạo hí hành hạ thanh âm từ tử vong hòm quan tài bên trong truyền ra, rốt cuộc có thể đi ra hoạt động một chút được rồi. Lúc nào các ngươi những này nửa bước thần tôn cũng dám xưng tôn. Một đoàn khói đen từ tử vong hòm quan tài bên trong bồng bềnh mà ra, nắp hướng về Diệp Thần Phong đẫm máu giấu bàn tay trực tiếp tiêu tán vô ảnh vô tung. Tại lão quỷ bồng bềnh đi ra sau, Diệp Thần Phong lập tức lại sắp chết vong hòm quan tài phong ấn lại. Hắn bây giờ bên phải ngực đã xuất hiện một cái cổ quái tử khí hoa văn rồi, hắn cũng không muốn lại bị tử vong hòm quan tài loại kia quỷ dị tử khí xâm vào bên trong thân thể rồi. Chương 2367, mạnh mẽ đột phá. Nhất cổ bế nghệ thật khí thế tại chân long điện bên trong vang vọng ra. Ở đây Chu gia người nhìn thấy Chu Niệm Thiên na máu rầm rề cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp tiêu tan tại trong không khí. Lại nghe được lão quỷ hí hành hạ thanh âm sau đó bọn hắn toàn bộ là hơi thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là cảm giác được từ lão quỷ trên người tản mát ra thật khí thế, trong đó Chu gia tổ tiên Chu Niệm Thiên hòa Chu Vô Phong không có lúc trước thịnh khí lăng nhân, chỉ thấy lão quỷ bóng đen bồng bềnh ở Diệp Thần Phong trước người. Lão quỷ uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía đánh ra một trưởng Chu Niệm Thiên, trên người hắn phun trào khởi cuồn cuộn hắc khí, thần tôn cảnh sơ kỳ linh khí trưng vọt lên. Bàn tay của hắn hướng về Chu Niệm Thiên dò ra. Một con lớn vô cùng màu đen móng vuốt hướng về Chu Niệm Thiên tóm tới. Đối mặt này lớn vô cùng màu đen móng vuốt, Chu Niệm Thiên muốn tránh cũng không tránh khỏi, từ trên người hắn bạo phát ra nửa bước thần tôn cực hạn khí thế, hắn muốn đem lão quỷ này cự móng vuốt lớn bắn cho tán. Nhưng Chu Niệm Thiên bùng nổ ra cực hạn khí thế công kích, toàn bộ được này màu đen móng vuốt cắn nuốt mất rồi. Căn bản vô pháp đem lão quỷ cự móng vuốt lớn dao động nửa phần.
to lớn màu đen móng vuốt, bỗng nhiên chộp vào Chu Niệm Thiên trên người, sau đó toàn bộ màu đen móng vuốt bỗng nhiên nắm chặt. Chu Niệm Thiên trực tiếp bị bao phủ ở to lớn màu đen móng vuốt bên trong. Tại to lớn màu đen móng vuốt sức nắm bên dưới. Xì xì. Một tiếng, chỉ thấy từ to lớn màu đen móng vuốt bên trong xuất hiện một vệt đỏ như màu máu, đường đường nửa bước thần tôn Chu Niệm Thiên, trực tiếp được lão quỷ này to lớn màu đen móng vuốt nắm thành một vũng máu sương mù. To lớn màu đen móng vuốt từ từ ở trong không khí tiêu tán, nhưng tỉ mỉ sương máu nhưng vẫn là tràn ngập ở trong không khí. Cho dù tu luyện là thi, ma, quyết, cũng chỉ là có một lần phục sinh cơ hội. Lần sau Chu Niệm Thiên nhưng là trực tiếp biến thành một vũng máu sương mù rồi. Nguyên bản sĩ khí tăng cao Chu gia người, bọn hắn nhìn thấy của mình tổ tiên Chu Niệm Thiên. Dĩ nhiên trực tiếp bị nháy mắt giết chết rồi, trên mặt bọn họ đắc ý tiêu tán vô ảnh vô tung. Nửa bước thần tôn cùng chân chính thần tôn cảnh trong lúc đó. Vẫn có cực kỳ chênh lệch thật lớn, hai người này sức mạnh căn bản không phải tại cùng một cái mặt bằng thượng. Muốn đem Diệp Thần Phong huyết nhục từng miếng nuốt vào Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường, dưới chân bọn họ bước chân không khỏi lui về phía sau mấy bước, thật sự là lão quỷ sức mạnh thật là đáng sợ, bọn hắn đã là chết qua một lần người, lần nữa sống lại, bọn hắn mới cảm giác còn sống thật là tốt, bọn hắn tuyệt đối không muốn chết lần thứ hai, còn nữa nếu như chết lần thứ hai, bọn hắn sẽ không có phục sinh khả năng. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trong tay chả có lá bài tẩy, bọn hắn cũng có thể phán đoán ra quỷ vật lão quỷ thực lực tối thiểu tại thần tôn cảnh sơ kỳ, này nhưng là chân chính thần tôn cảnh cường giả A-Hát. Tuyệt đối không phải nửa bước thần tôn loại này bán thần tôn. Đứng ở lão quỷ bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này, lấy lão quỷ thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, muốn đối phó những này Chu gia người, còn không phải bắt vào tay ma. Phiêu đãng lão quỷ, trên mặt hắn tràn đầy sảng khoái vẻ mặt, mấy ngày này hắn tại tử vong hòm quan tài bên trong là buồn bực hỏng rồi. Thật vất vả có thể xuất tới một lần rồi, tâm tình của hắn tốt lắm lắm. Nửa bước thần tôn Chu Vô Phong nhìn thấy Chu Niệm Thiên cứ thế mà chết đi, hắn mục nát trên mặt vẻ mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phiêu đãng lão quỷ. Lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối không phải là lão quỷ đối thủ. Lão quỷ lạnh nhạt nói. Vẫn đúng là muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi, cho ta cung cấp cái này cực âm chi địa, bằng không ta cũng không cách nào đi ra thông khí rồi. Vì hảo hảo cảm tạ các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết thống khoái. Đang nhìn đến lão quỷ phải tiếp tục triển khai công kích sau. Chu Vô Phong phảng phất là làm ra quyết định, trên mặt hắn mục nát cơ bắp phi vi ngọ nguậy, từ hắn bên trong thân thể đột nhiên bạo. Bắn, ra từng cây màu xanh lá dây nhỏ. Này từng cây màu xanh lá dây nhỏ điên cuồng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Những này màu xanh lục dây nhỏ rất nhanh sẽ lượn quanh ở đây còn lại Chu gia người, bao quát trước đó cùng hắn đồng thời tại trong quan tài ba tên thần vương cảnh trung kỳ tổ tiên. Được màu xanh lá dây nhỏ quấn chặt lấy sau đó những này Chu gia thân thể của con người, tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt mục nát, thân thể bọn họ bên trong linh khí cùng thi khí cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường đồng dạng là được màu xanh lục dây nhỏ cho quấn ở, thực lực càng là thấp người, thân thể của bọn họ mục nát càng là nhanh chóng. Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường thịt trên người đang nhanh chóng hóa thành huyết thủy, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ, không hẹn mà cùng hô tổ tiên, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Chu Hồng Cảnh hòa Chu Thiên Đường thân thể toàn bộ mục nát, lúc này bọn họ là hoàn toàn chết rồi. Ở đây còn lại thực lực tương đối thấp Chu gia người, thân thể của bọn họ cũng toàn bộ mục nát. Mà theo những này được lục tuyến lượn quanh ở Chu gia người đang nhanh chóng mục nát, Chu Vô Phong khí thế trên người không ngừng tại đi lên kéo lên. Lão quỷ cùng Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, Diệp Thần Phong lông mày chăm chú vừa nhíu, hắn nói, lão quỷ tiền bối, tình huống không ổn, người vẫn là mau chút giải quyết xong tuần này ra tổ tiên đi. Lão quỷ tự nhiên cũng rõ ràng Diệp Thần Phong theo như lời nói, thân ảnh của hắn hướng về Chu Vô Phong nhanh chóng bồng bềnh mà ra, có thể từ Chu Vô Phong bên trong thân thể bùng nổ ra từng cây màu xanh lục dây nhỏ, điên cuồng cản trở lão quỷ tới gần. Lúc này Chu Phong đã là vô hạn tiếp cận thần tôn cảnh sơ kỳ rồi, hơn nữa từ bên trong thân thể của hắn bùng nổ ra từng cây màu xanh lục dây nhỏ cực kỳ khó chơi. Tuy nói lão quỷ có thể dễ dàng làm nứt những này màu xanh lục dây nhỏ,
thế nhưng được những này màu xanh lục dây nhỏ chỗ chạm vào sau đó lão quỷ liền sẽ cảm giác được tê dại một hồi, tốc độ không tự chủ liền sẽ giảm yếu một ít. Theo ở đây Chu gia thần vương cảnh cường giả, thân thể của bọn họ cũng toàn bộ mục nát. Chu Vô Phong khí thế trên người là cấp tốc tăng vọt, ngăn cản lại hắn đột phá bình cảnh được trong nháy mắt giải khai, hắn khí thế trên người bạo hướng mà lên, nồng nặc vô cùng thi. Khí cũng đang chân long điện bên trong nhanh chóng tràn ngập, thi. Mùi thối khiến người ta có một loại nôn khan cảm giác. Chu Vô Phong cả khuôn mặt mục nát càng thêm lợi hại rồi, căn bản không nhìn thấy thì ra là tướng mạo rồi, nước mủ không ngừng từ hắn mục nát trên mặt tràn ra tới, toàn thân hắn cũng toát ra rất nhiều cực lớn đồ bị thịt, những này đồ bị thịt toàn bộ là hiện ra màu xanh lá. Khí thế của hắn hoàn toàn khóa nhập thần tôn cảnh sơ kỳ. Vừa vặn những kia màu xanh lục dây nhỏ hẳn là chuyên môn hấp thu còn lại Chu gia người, đối với Diệp Thần Phong các loại người mà nói, Lục Tuyến thì không cách nào hấp thu bọn hắn, để thân thể của bọn họ mục nát. Chân Long Điện trên mặt đất che kín Chu gia người dòng máu, bây giờ tại toàn bộ Chân Long Điện bên trong, chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Lão Quỷ, Chu Vô Phong, Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng Lão Quản gia rồi. Cảm nhận được Chu Vô Phong trên người thần tôn cảnh sơ kỳ thật khí thế. Xem ra tuần này Vô Phong là mạnh mẽ đột phá đến thần tôn cảnh sơ kỳ rồi, trong không khí màu xanh lục dây nhỏ cũng toàn bộ biến mất rồi, không có màu xanh lục dây nhỏ quấy nhiễu sau đó lão quỷ nói, lại vẫn có thể thôn phệ người nhà, dùng này đến tăng cao thực lực, người so với chúng ta quỷ vật chả càng thêm tang tâm bệnh cuồng. Chương 2368, bị thua. Chu gia tổ tiên Chu Vô Phong. Hắn liền là năm đó thu được thi, ma, quyết người. Hắn năm đó thu được thi, ma, quyết thời điểm, hắn kỳ thực tổng cộng đã lấy được hai quyển sách công pháp. Hoàn chỉnh thi, ma, quyết là do hai quyển sách công pháp tạo thành, cái này hai quyển sách công pháp theo thứ tự là chủ muốn công pháp cùng lần muốn công pháp. Chủ muốn công pháp cùng lần muốn công pháp cơ bản là giống nhau, chỉ là chủ muốn công pháp so với lần muốn công pháp càng thêm hoàn thiện một ít. Thu được thi, ma, quyết Chu Vô Phong. Hắn đưa cho Chu gia người tu luyện chính là thi. Ma, quyết lần muốn công pháp, chủ muốn công pháp chỉ có hắn một người tu luyện, Chu gia những người còn lại, bao quát chết đi tổ tiên Chu Niệm Thiên, hắn cũng không biết thi. Ma, quyết còn có một quyển sách chủ muốn công pháp. Tu luyện chủ muốn công pháp người, có thể luyện hóa tu luyện lần muốn công pháp người, đây chính là chủ muốn công pháp đặc biệt nhất một địa phương. Bất quá, trong tình huống bình thường, tu luyện chủ muốn công pháp người cũng sẽ không làm như thế, một khi đại lượng đã luyện hóa được tu luyện lần muốn công pháp người, thực lực tuy nói có thể mạnh mẽ tăng lên, nhưng thân thể mình mục nát trình độ cũng sẽ tăng lên. Đối với dùng thi, ma, quyết phục sinh người, trên người bọn hắn mục nát thì không cách nào khôi phục, cho nên nếu như không tiết chế hung hăng hấp thu tu luyện lần muốn công pháp người, đến lúc đó tu luyện chủ muốn công pháp người, thân thể cũng sẽ toàn bộ mục nát mà chết. Đọc Chu. Hiện với thực lực mạnh đi tăng lên tới thần tôn cảnh sơ kỳ Chu Vô Phong, hắn đối Chu gia còn có cảm tình, dù sao tuần này ra xem như là hắn chế dựng lên, bây giờ Chu gia người hầu như toàn bộ chết rồi, toàn bộ Chu gia xem như là hoàn toàn diệt tuyệt. Đối với lợi dụng thi, ma, quyết phục sinh người, bọn họ là không có sinh dục năng lực. Từ Chu Vô Phong mục nát trên mặt, không ngừng có nước mủ nhỏ xuống. Hắn làm người ta sợ hãi con ngươi như ngừng lại lão quỷ trên người. Lão quỷ tự nhiên là không sợ Chu Vô Phong, dù sao chính hắn cũng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, trong không khí một trận khói đen nổi lên, lão quỷ thân ảnh đột nhiên áp sát Chu Vô Phong. Chu Vô Phong đối mặt lão quỷ áp sát, hắn phi thường thong dong bình tĩnh, từ hắn bên trong thân thể cuồn cuộn thi. Khí bạo mà ra. Thi, khí bạo hướng. Từ bên trong thân thể của hắn bạo mà ra thi. Khí, như sóng biển ngập trời bình thường, NN lưới, một tầng xung kích tại lão quỷ trên người. Lão quỷ đến gần bóng người đột nhiên im bặt đi, sắc mặt của hắn nhiều hơn một vệt giận dỗi, hắn được cuồn cuộn thi. Khí xung kích lui về phía sau ba bước. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia ba người này, thi. Khí tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ tại cảm nhận được trong không khí thi. Khí sau. Trình Viễn Mộc cùng lão quản gia sắc mặt tái xanh, Trình Diệc Giao nhưng là trực tiếp khom lưng quẹo ói ra. Diệp Thần Phong trong con người vẻ mặt mang theo có chút nghiêm nghị,
Nguyên bản hắn cho rằng Chu Vô Phong cho dù mạnh mẽ đột phá đến thần tôn cảnh sơ kỳ, cuối cùng cần phải cũng không phải lão quỷ đối thủ. Dù sao lão quỷ bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ đã lâu rồi, nhưng kết quả lại ngoài Diệp Thần Phong dự liệu. Tại Chu Vô Phong cuồn cuộn thi, tức giận xung kích dưới, lão quỷ lại bị trực tiếp đẩy lui rồi. Tại lão quỷ lùi về sau thời điểm, Chu Vô Phong lần thứ hai triển khai công kích, thân ảnh của hắn không có áp sát lão quỷ, mà là hai cái cũng có chút mục nát mà lại che kín màu xanh lục đồ bị thịt cánh tay vung múa, chung quanh hắn thi. Khí tăng cao, linh khí cũng một tầng đi lên kéo lên. Thây chất đầy đồng. Chu Vô Phong mục nát thủ trưởng hướng về lão quỷ bỗng nhiên đẩy ra. Oanh! Từng bộ khô, thi cái bóng, ở trong không khí đột nhiên hình thành. Chu Vô Phong trên người màu xanh lá đổ bị thịt, trong đó có một ít trực tiếp bạo liệt ra. Từ trong đó tràn ra chất lỏng màu xanh biếc, trực tiếp tiến vào này từng bộ khô. Thi hư ảnh bên trong. Sau đó, những này khô, thi hư ảnh toàn bộ biến thành màu xanh lục, hướng về lão quỷ bạo hướng mà đi. Toàn bộ chân long điện tại nhanh sụp đổ, Chu Vô Phong một chiêu này thây chất đầy đồng power lớn vô cùng, nhưng lão quỷ cũng không phải ngồi không, bên trong thân thể của hắn âm khí cùng tử khí bạo. Hắn hai bàn tay hướng phía trước duỗi một cái. Quỷ vật lá chắn. Ở trước mặt hắn trong nháy mắt tạo thành nồng nặc vô cùng sương mù màu đen, những này sương mù màu đen ở trước mặt hắn biến thành một khối sương mù màu đen tấm khiên. Một tiếng, cái kia từng bộ màu xanh lục khô, thi hư ảnh, toàn bộ hướng đánh vào quỷ vật lá chắn thượng. Quỷ vật lá chắn tiêu tán. Cái kia từng bộ khô, thi hư ảnh cũng toàn bộ tiêu tán. Lần này giao phong, song phương thoạt nhìn là sàn sàn nhau. Nhưng lão quỷ trên người được văng đến vài giọt khô, thi hư ảnh bên trong chất lỏng màu xanh biếc. Tại lão quỷ muốn chủ động lúc công kích đợi. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình bắt đầu có phần cứng ngắc ở, hắn lúc này mới cảm giác nhất định là được chạm đến chất lỏng màu xanh biếc nguyên nhân, hắn khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, nhưng thân thể lại càng ngày càng cương trực. Đến cuối cùng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Này chất lỏng màu xanh biếc chính là Chu Vô Phong nổ tung mủ trong bao. Loại này chất lỏng màu xanh biếc bên trong chứa đựng một loại nào đó kịch. Độc, coi như là quỷ vật cũng không cách nào tránh khỏi loại này kịch. Độc. Chu Vô Phong nhìn thấy lão quỷ không cách nào nhúc nhích, sau đó khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười, mục nát trên mặt nhỏ xuống nước mủ càng tăng nhanh hơn rồi, hắn nói, không nên uổng phí sức mạnh, tại hai canh giờ bên trong. Ngươi thì không cách nào hành động tự nhiên. Lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới lần thứ nhất từ tử vong hòm quan tài bên trong đi ra viện trợ Diệp Thần Phong, liền gặp chuyện như vậy, hắn cảm thấy mất mặt tới cực điểm. Trọng yếu hơn là hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong có chuyện, Diệp Thần Phong nhưng là hắn ân nhân Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ. Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia bọn hắn một mực chú ý cuộc chiến đấu này, từ bọn hắn đi tới Chu gia bắt đầu, có thể nói là khúc chiết không ngừng, mỗi lần tại bọn hắn cho rằng yếu lúc kết thúc, Diệp Thần Phong đều có thể tới một cái một cách không ngờ. Nhưng hôm nay giúp đỡ Diệp Thần Phong thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật đều bị chế trụ. Diệp Thần Phong trong tay sẽ không có lá bài tẩy chứ. Có thể làm đến bước này, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong đã là sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích, đây đã là đầy đủ ghê gớm rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy lão quỷ dĩ nhiên đều bị thua. Lông mày của hắn nhíu càng chặt rồi, lấy hắn tình huống bây giờ, coi như là lúc trước thời điểm toàn thịnh, hắn cũng có thể không đối phó được thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực cường giả. Càng đừng nói hắn là bây giờ loại này sức chiến đấu đê mê trạng thái. Kế trước mắt, thỏa đáng nhất phương pháp xử lý chính là đem Trình Viễn Mộc bọn hắn đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong vừa định yếu bước ra một bước. Chỉ thấy Chu Vô Phong cánh tay đột nhiên vung lên, thi khí và khí thế từ cánh tay hắn bên trong bạo hướng mà ra, cuối cùng hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong ngực. Diệp Thần Phong thân thể bay ngược ra ngoài. Toàn bộ chân long điện đã sụp đổ một nửa, Diệp Thần Phong thân ảnh đụng vào một cây cột thượng. Một tiếng, cây cột gãy vỡ. Diệp Thần Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiện tại hắn căn bản không phải thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả đối thủ, huống hồ Chu Vô Phong trả như vậy quỷ gì. Chu Vô Phong nhìn xem miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong, thanh âm hắn khàn giọng nói, tiểu tử, từ đầu tới cuối,
nếu không có ngươi nhúng tay chúng ta Chu gia sự tình, chúng ta Chu gia căn bản sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh, hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu số? Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Ngươi có thể để bản tôn nhìn xem. Chương 2369, Hoa văn biến hóa. Sắc mặt trắng bệch Diệp Thần Phong, hắn mũi cùng trong miệng vi vi thở dốc, tuy nói hắn có thể thi triển bất tử kim thân, nhưng hắn bây giờ trạng thái là trước kia cực hạn ma hóa lưu lại di chứng về sau, quang chỉ dựa vào bất tử kim thân thì không cách nào khôi phục. Hắn liếc mắt nhìn thân thể cương trực lão quỷ, vừa liếc nhìn Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệt Giao bọn hắn, nếu như muốn đi vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, hắn nhất định muốn mang theo những người này đồng thời tiến vào. Nhất định muốn tới gần bọn hắn, mới có thể đem bọn hắn đưa vào tiểu thế giới. Diệp Thần Phong như thế trạng thái thi triển cuồng bạo, e sợ kết quả cuối cùng cũng sẽ không làm lý tưởng. Hơn nữa một khi thi triển cuồng bạo, hắn chỉ có 10 giây, nếu như 10 giây đồng hồ bên trong không thể giết Chu Vô Phong, hắn cũng chỉ có thể đủ mặc người chém giết rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên bọn hắn tàn hồn một mực nằm ở chữa trị trạng thái, tại nằm trong loại trạng thái này. Bọn hắn cũng không cách nào khống chế tốt mượn cho Diệp Thần Phong sức mạnh, nếu như mạnh mẽ đem sức mạnh mượn cho Diệp Thần Phong, cuối cùng nói không chắc ngược lại sẽ hại Diệp Thần Phong. Chu Vô Phong thấy Diệp Thần Phong trầm mặc không nói, trong lòng hắn đối Diệp Thần Phong tức giận nhảy lên tới đỉnh phong, vẻn vẹn là giết chết Diệp Thần Phong, hoàn toàn không thể hóa giải hắn bên trong thân thể tức giận, hắn muốn cho Diệp Thần Phong mỗi thời mỗi khắc đều sống ở trong thống khổ. Chu Vô Phong tu luyện thi ma quyết bên trong có một loại thủ pháp, có thể mang đối thủ luyện chế thành một bộ thi thể con rối, còn có thể rút ra đối phương hồn phách, đem đối phương hồn phách chế tác thành một chiếc đèn bấc đèn, chỉ muốn nhen nhóm hồn phách bấc đèn, thì có thể làm cho đối phương vĩnh viễn thống khổ, hồn phách bấc đèn thiêu đốt tốc độ phi thường chậm rãi, thần vương cảnh sơ kỳ cường giả hồn phách bấc đèn, tối thiểu có thể thiêu đốt mấy trăm năm. Chu Vô Phong mục nát gò má liên tục co quắp. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được có nồng nặc vô cùng thi thối vị chui vào trong lỗ mũi của mình. Hắn biết là Chu Vô Phong đến gần rồi, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cảm giác của hắn cùng thân thể động tác đều chậm rất nhiều, khi hắn muốn làm xuất phản ứng thời điểm. Chu Vô Phong mục nát gò má đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn rồi. Chu Vô Phong mục nát thủ trưởng trực tiếp vỗ vào Diệp Thần Phong ngực. Một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn tiên huyết liên tục phun ra tung tóe, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Hắn nửa người trên quần áo toàn bộ vỡ vụn, tại trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái bàn tay màu xanh lục ấn, từ nơi này dấu bàn tay thượng trả tỏa ra một loại màu xanh lục khí thể. Có thể nói bây giờ Chu Vô Phong, phàm là trên người hắn mục nát cùng bốc lên đồ bị thịt địa phương, toàn bộ là có bôi kịch độc. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong trong cơ thể ủng có thần huyết, hắn có thể nói là vạn độc bất xâm. Một trường này chỉ là để bên trong thân thể của hắn được một chút thương thế. Thân thể lại đụng gãy một cái chân long điện bên trong cây cột. Âm ầm. Lúc này toàn bộ tòa long điện này là triệt để sụp đổ, an toàn biến thành một vùng phế tích. Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao cùng lão quản gia bọn hắn biết mình không phải là Chu Vô Phong đối thủ. Nhưng bọn họ không cách nào ở một bên thấy, thân ảnh của bọn họ hướng về Diệp Thần Phong xông đi, muốn đi trợ Diệp Thần Phong một chút sức lực. Chu Vô Phong hoàn toàn chưa hề đem Trình Viễn Mộc đám người coi là chuyện to tát, bàn tay của hắn hướng về Trình Viễn Mộc đám người đánh ra, một cái cự đại bàn tay màu xanh lục ấn nhất thời hiện lên, cuối cùng chính xác đánh chúng vào Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao cùng lão quản gia, ba người bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là thần vương cảnh sơ kỳ Trình Viễn Mộc. Bọn hắn tự nhiên là không thể chịu đựng Chu Vô Phong một trường này. Ba tiếng, Trình Viễn Mộc, Trình Diệt Giao cùng lão quản gia toàn bộ bay ngược ngã xuống đất, chiêu thức ấy trưởng ấn trong tràn đầy thi. Khí cùng độc khí, Trình Viễn Mộc đến vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Chỉ là của hắn vạt áo toàn bộ được trong miệng tiên huyết cho nhiễm đỏ, mà Trình Diệt Giao cùng lão quản gia tình huống rất không ổn, đặc biệt là thực lực thấp nhất Trình Diệt Giao. Người cả người đã là thoi thóp một hơi. Có thể nói chỉ còn dư lại một hơi, nhưng nàng trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Lung la lung lay đứng lên Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy Trình Diệt Giao thoi thóp rồi. Hắn đối này tâm địa người con gái lương thiện, vẫn là vô cùng có hảo cảm.
lúc trước hắn rơi xuống tại linh trên thuyền thời điểm, vẫn là nữ nhân này cái thứ nhất đứng ra đảm bảo hắn. Hắn bồi tiếp Trình Diệc giao bọn hắn hồi linh phong thành, thứ nhất là vì trả lại mất phần ân tình này, thứ hai là vì Chu gia bách tâm thảo. Bây giờ bách tâm cỏ đã bị hắn cho hấp thu, nhưng Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc giao hắn nhưng không có bảo vệ chu toàn, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy phát sinh, khi hắn trong xương có một loại cố chấp tính tình. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt che kín lửa giận biểu lộ, Chu Vô Phong khàn giọng cười nói, rất tốt, ta làm thích ngươi loại vẻ mặt này, cho tới bây giờ ngươi chả có thời gian đi lo lắng người khác. Ngươi nên tốt thật lo lắng cho chính ngươi. Chu Vô Phong cũng không muốn quá mau đem Diệp Thần Phong luyện chế thành thi. Thể con rối, hắn trước tiên yếu tại trên thân thể thật tốt dằn vặt một phen Diệp Thần Phong. Thân ảnh của hắn lần thứ hai tới gần Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mạnh mẽ để cho mình gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại một lần nữa phong ấn tử vong hòm quan tài thượng. Vừa nãy nắm sau khi đi ra, hắn sẽ không có đem tử vong hòm quan tài thả lại hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi. Lúc này tử vong hòm quan tài chính an tĩnh nằm ở lão quỷ bên cạnh cách đó không xa. Chuyện đến nước này, hắn không lo được nhiều như vậy, chẳng qua lại bị tử khí thôn phệ một lần, chẳng qua lại tiến vào một lần ma hóa. Hắn bên phải ngực tuy rằng tạo thành tử khí hoa văn, nhưng bộ ngực hắn tử khí hoa văn không có bất kỳ một điểm phản ứng, thậm chí hắn cảm giác không ra hoa văn bên trong có chết tức giận, cho nên muốn dựa vào tử khí hoa văn tiến vào ma hóa là không thể nào. Chỉ có một lần nữa mở ra tử vong hòm quan tài phong ấn, để tử vong hòm quan tài dẫn hắn tiến vào ma hóa trạng thái. Diệp Thần Phong thân ảnh một bên, đem thân thể của mình chuyển hướng về phía tử vong hòm quan tài. Chu Vô Phong lại một chưởng vỗ tại Diệp Thần Phong trên người, thân thể của hắn nhất thời hướng về tử vong hòm quan tài ngược lại bay qua. Tại bay ngược đến tử vong hòm quan tài bên cạnh thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay đột nhiên kéo lại tử vong hòm quan tài. Hắn nhanh chóng mở ra tử vong hòm quan tài thượng phong ấn. Bởi bàn tay của hắn là kéo tại nắp quan tài thượng. Tại phong ấn sau khi được giải khai, tử vong hòm quan tài nắp quan tài trực tiếp bị hắn cho kéo ra, hơn nữa lại thừa nhận lấy một chưởng hắn, sắc mặt tái nhợt kinh khủng, từ trong miệng của hắn không ngừng bốc lên tiên huyết, hiện tại hắn đã không muốn lãng phí thời gian thi triển bất tử kim thân. Tại nắp quan tài được kéo ra đồng thời, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp lăn xuống tử vong hòm quan tài bên trong. Chu Vô Phong nhìn thấy Diệp Thần Phong lăn tiến vào tử vong hòm quan tài bên trong, hắn cười lạnh nói, này chiếc quan tài nguyên lai là ngươi vì chính mình chuẩn bị, đùa cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm đem ngươi luyện hóa thành thi. Thể khôi lỗi, là thời điểm rút ra ngươi hồn ma, đem hồn phách của ngươi luyện chế thành bấc đèn rồi. Mà lăn vào tử vong hòm quan tài bên trong Diệp Thần Phong. Bây giờ tử vong hòm quan tài phong ấn hoàn toàn mở ra, trong quan tài tử khí cùng âm khí toàn bộ thẩm thấu tiến trong thân thể hắn, hơn nữa bên phải ngực nguyên bản truyền vào linh khí cũng không có phản ứng tử khí hoa văn, lại đang thẩm thấu tiến tử khí dưới sự hướng dẫn, khi hắn bên phải ngực chậm rãi nhuyễn chuyển động. Chương 2370, tỉnh táo ma hóa. Từ tử vong hòm quan tài trên có một tầng lại một tầng tử khí tại chiều bốn phía khuếch tán. Khuôn mặt hoàn toàn mục nát Chu Vô Phong, trước đó Diệp Thần Phong để lão quỷ đi ra, hắn bỏ niêm phong một lần tử vong hòm quan tài, nhưng lại lập tức phong ấn, cho nên Chu Vô Phong không có cảm giác xuất tử vong hòm quan tài quá lớn bất đồng. Bây giờ tại cảm nhận được từ tử vong hòm quan tài thượng Mạn Duyên Nhi xuất tử khí sau đó Chu Vô Phong khóe miệng nụ cười tràn ngập, này chiếc quan tài chả là một kiện bảo vật. Này sẽ không phải là trong truyền thuyết hắc ám tiên khí chứ? Dĩ nhiên để cho ta Chu Vô Phong gặp, này chiếc quan tài là của ta. Chu Vô Phong nhanh chóng tới gần tử vong hòm quan tài. Mà lăn xuống trong quan tài Diệp Thần Phong, chỉ thấy khi hắn bên phải ngực. Khẩu nhúc nhích hắc sắc tử khí hoa văn, khi hắn ngực. Khẩu bên trên một vòng lại một vòng nhộn nhạo ra. Màu đen phức tạp tử khí hoa văn, tại Diệp Thần Phong trên người không ngừng lan tràn, trên người hắn rất nhanh toàn bộ được từng vòng tử khí hoa văn tràn ngập. Tiếp lấy hai cánh tay của hắn thượng cũng che kín một vòng tử khí hoa văn, cuối cùng trên mặt của hắn cũng bỏ lên trên từng vòng hắc sắc tử khí hoa văn. Bên trong thân thể của hắn không có một tia tử khí tràn ngập, xâm nhập bên trong thân thể của hắn tử khí, hoàn toàn bị tử khí hoa văn cho hấp thu. Tuy nói hắn bên trong thân thể không có bất kỳ một tia tử khí, nhưng hắn nhất cử nhất động cùng hô hấp ở giữa, lại toàn bộ có tử khí đang chảy xuôi.
Toàn thân được hắc sắc tử khí hoa văn che kín Diệp Thần Phong, trong đầu hắn ý thức không có biến mất, chỉ có khát vọng giết chóc ý nghĩ tại trong thân thể hắn lan tràn, hắn khí thế trên người cũng cực độ kéo lên, loại kia linh khí phù phiếm cảm giác vô ảnh vô tung biến mất rồi, khát vọng giết chóc mạnh mẽ ý nghĩ, khiến hắn huyết dịch cả người đều phải sôi trào. Mà lúc này, Chu Vô Phong cũng vừa hay đến tử vong hòm quan tài trước. Một bên lão không có quỷ chú ý tới tử vong hòm quan tài bên trong biến hóa, hắn khí thế trên người không ngừng phun trào, nhưng trước sau không thoát khỏi được thân thể loại này cương trực. Trình Viễn Mộc, lão quản gia cùng thoi thóp một hơi Trình Diệc Giao, bọn hắn cũng tuyệt vọng thở dài. Nhưng trong lòng bọn họ càng nhiều là hổ thẹn, đối Diệp Thần Phong hổ thẹn, nếu như không phải là bọn hắn. Như vậy Diệp Thần Phong sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở viễn cổ giới nhất phi trùng thiên. Chu Vô Phong muốn đem Diệp Thần Phong từ tử vong hòm quan tài bên trong lấy ra đến, mà khi hắn nhìn thấy nằm ở tử vong hòm quan tài bên trong Diệp Thần Phong lúc, trong mắt của hắn vi vi ngưng lại. Oanh! Một tiếng. Trong đầu vẫn cứ có tỉnh táo ý thức Diệp Thần Phong, che kín toàn thân hắn tử khí hoa văn nổi lên một tầng ánh sáng màu đen, nhất cổ nồng nặc đến mức tận cùng tử khí cùng khí tức sát phạt, từ bên trong thân thể của hắn mãnh liệt lao ra. Có phần đột nhiên không kịp chuẩn bị Chu Vô Phong, hắn được lao ra tử khí cùng khí tức sát phạt đánh tới, sau đó thân thể của hắn được đánh lui lại 5-6 bước, ở trên người hắn được khai xuất một cái lỗ máu, từ lỗ máu bên trong chảy ra không là huyết dịch, mà là màu xanh lá sền sệt nước mủ. Trên người hắn được mở ra lỗ máu bốn phía thịt giữ ngọ nguậy, cái này được mở ra lỗ máu rất nhanh sẽ càng khép lại. Tình cảnh này rơi vào lão quỷ cùng Trình Viễn Mộc các loại trong mắt người. Trong ánh mắt của bọn họ toát ra ngạc nhiên. Chỉ thấy cả người che kín tử khí hoa văn Diệp Thần Phong, hắn từ tử vong hòm quan tài bên trong đứng lên, trên mặt hắn tràn ngập cực hạn giết chóc, trong đầu toàn bộ bị giết niệm cho lấp đầy. Trong đầu trả lưu có ý thức Diệp Thần Phong, bên trong thân thể của hắn thật khí thế điên cuồng đi lên kéo lên, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt điên cuồng nụ cười, ngươi thích hoan này chiếc quan tài. Xem ra ngươi là vội vã muốn chết rồi. Như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Thần Phong từ tử vong hòm quan tài bên trong đi ra, hắn một cước đá vào tử vong hòm quan tài thượng, cả thanh tử vong hòm quan tài bay thẳng hướng về phía trên bầu trời. Cả người che kín tử khí hoa văn Diệp Thần Phong, hắn cho người một loại cực kỳ cảm giác quái dị, hết thảy tử khí hoa văn thượng lưu động ánh sáng màu đen, thực lực của hắn tuy rằng một mực duy trì tại thần vương cảnh sơ kỳ. Nhưng khí thế của hắn lại có vẻ vô cùng cường đại. Thậm chí có thể cùng Chu Vô Phong thật khí thế tranh huy rồi. Chu Vô Phong trong con ngươi lóe lên lửa giận, hắn quát lên, đây chính là ngươi át chủ bài cuối cùng sao? Ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta? Thần vương cảnh sơ kỳ dù sao chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Ồ, là thế này phải không? Diệp Thần Phong khát máu nụ cười hiện lên. Bây giờ loại này thanh tỉnh ma hóa trạng thái. Yếu so với lúc trước cái loại này không có ý thức ma hóa, càng thêm mạnh mẽ. Từ toàn thân hắn hoa văn bên trong cũng không ngừng bốc ra cuồn cuộn tử khí, nồng nặc vô cùng tử khí tại quanh thân hắn bốc lên. Đồng thời tử vong hòm quan tài cũng từ bầu trời bên trong rơi xuống, đang rơi xuống Diệp Thần Phong trước mặt thời điểm, Diệp Thần Phong một chưởng trực tiếp vỗ vào tử vong hòm quan tài dưới đáy, bên trong thân thể của hắn linh khí cũng rót vào đã đến tử vong hòm quan tài bên trong. Tại loại này thanh tỉnh ma hóa trạng thái trong, Diệp Thần Phong có thể trưởng khống từ tử vong hòm quan tài bên trong tràn ra tử khí, toàn bộ tử vong hòm quan tài đều tại hắn trong phạm vi khống chế. Tại truyền vào linh khí trong nháy mắt, cả thanh tử vong hòm quan tài lập tức không ngừng phóng to, hướng về Chu Vô Phong bạo vọt tới. Cuối cùng cả thanh tử vong hòm quan tài được phóng đại mấy chục lần. Chu Vô Phong trực tiếp bị gắn vào tử vong hòm quan tài bên trong. Không đợi Chu Vô Phong từ tử vong hòm quan tài bên trong đi ra, Diệp Thần Phong thân ảnh đi sát tử vong hòm quan tài mặt sau, hắn trực tiếp đem tử vong hòm quan tài ngược lại giam ở trên mặt đất, Chu Vô Phong hoàn toàn bị vây tại tử vong hòm quan tài bên trong. Đứng ở tử vong hòm quan tài phản diện Diệp Thần Phong, bàn tay của hắn trực tiếp đặt tại trên quan tài, từ bàn tay của hắn bên trong cuồn cuộn không đoạn bạo phát ra linh khí, trên người của hắn tử khí hoa văn không ngừng hiện ra ánh sáng màu đen. Cả thanh phóng to tử vong hòm quan tài thượng không có chết khí hướng bên ngoài tràn ra, hết thảy tử khí toàn bộ mãnh liệt tại trong quan tài tràn ngập đánh sâu vào mở ra.
bị gắn vào tử vong hòm quan tài bên trong Chu Vô Phong. Trong quan tài tử khí cùng khí thức sát phạt toàn bộ là nhằm vào hắn, thuộc về tử vong hòm quan tài quỷ dị tử khí, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào trong thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn bắt đầu không cách nào nhúc nhích. Đọc Chu. Hiện tại tử khí cùng khí thức sát phạt bao phủ dưới, Chu Vô Phong thân thể tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt mục nát. Chu Vô Phong đang nồng nặc tử khí cùng khí thức sát phạt bao phủ dưới, hắn căn bản vô pháp tránh thoát, mắt thấy chính mình mục nát địa phương càng ngày càng nhiều, một khi thân thể toàn bộ mục nát, như vậy hắn cũng là cái chết thực sự rồi. Hắn điên cuồng quát lên, tiểu tử, sự tình chấm dứt ở đây, các ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi, ngươi cùng chúng ta Chu gia ân oán xóa bỏ. Rất nhanh Diệp Thần Phong thanh âm lạnh lùng cũng truyền vào tử vong hòm quan tài bên trong, ngươi không phải là nói này chiếc quan tài là của ngươi sao? Để ngươi chết tại này chiếc quan tài bên trong, ta tính giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện đi nha. Ta luôn luôn yêu thích giúp người thành đạt. Chu Vô Phong mơ mơ hồ hồ nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, sau đó hắn điên cuồng tại tử vong hòm quan tài bên trong tăng lên khí thế, tử vong hòm quan tài bên trong tràn ngập tử khí. Chính là Diệp Thần Phong cực hạn thúc vọng lại, bực này tử khí so với tử vong hòm quan tài đơn độc tràn ra tới còn kinh khủng hơn. Đối mặt bực này tử khí cùng khí tức sát phạt tập kích, Chu Vô Phong căn bản là không thể làm gì, trong cổ họng hắn điên cuồng gầm rú, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình chậm rãi mục nát. Thẳng đến cuối cùng, Chu Vô Phong thân thể tại tử vong hòm quan tài bên trong triệt để mục nát thành một vũng máu. Chương 2371, rất có tiêu hao sinh cơ. Tại cài lại tới tử vong hòm quan tài bên trong, cũng không còn bất kỳ một tí ti động tĩnh sau. Diệp Thần Phong đem đặt tại tử vong hòm quan tài thượng thủ trưởng rời đi, không lại hướng về trong đó truyền vào linh khí. Bầy kín toàn thân hắc sắc tử khí hoa văn, không chút nào rút đi xu thế, trong đầu một mực duy trì chính mình ý thức Diệp Thần Phong, bên trong thân thể của hắn sát niệm đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Cũng còn tốt hắn hiện tại có ý thức của mình, bằng không lấy hắn hiện tại loại này trạng thái, hắn nhất định sẽ đối Trình Viễn Mộc đám người động thủ. Mạnh mẽ khắc chế trong lòng tăng vọt sát ý, Diệp Thần Phong bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, trong miệng thở hổn hển. Nắm đấm đánh vào tử vong hòm quan tài thượng, cả thanh cài lại tới tử vong hòm quan tài chính diện hướng lên rồi, không có cuồn cuộn không đoạn linh khí truyền vào. Tử vong hòm quan tài cũng khôi phục thì ra là lớn nhỏ, trên mặt đất chỉ để lại một bãi Chu Vô Phong dòng máu. Lão quỷ cùng Trình Viễn Mộc đám người quá rồi thật lâu mới tiếp nhận rồi sự thực này, thoi thóp một hơi Trình Diệp Giao, nhìn thấy Diệp Thần Phong cuối cùng thật sự đem thần tôn cảnh sơ kỳ Chu Vô Phong giải quyết, người tái nhợt khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, âm thanh hư nhược nói ra, hắn thật sự sáng tạo ra một cái kỳ tích. Trình Diệp Giao từ từ nhắm hai mắt lại. Người rốt cuộc có thể an tâm nhắm mắt lại, người cảm giác ý thức đang nhanh chóng thoát ly, đây là muốn chết phải không? Đây là muốn chết rồi cảm giác sao? Mà nằm ở tỉnh táo ma hóa trạng thái Diệp Thần Phong, hắn một mực tại cực kỳ gắng sức kiềm chế trong thân thể càng lúc càng kịch liệt sát khí. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, người nhất định phải lập tức từ trạng thái như thế này bên trong đi ra ngoài, tuy nói người bây giờ duy trì tỉnh táo, nhưng tại trạng thái như thế này dưới. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ tại cấp tốc tiêu hao, từ vừa vặn ngươi tiến vào trạng thái như thế này đến bây giờ, ngươi tiêu hao sinh cơ đầy đủ khiến người ta sống hơn 300 năm rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, cũng may ngươi bây giờ tu vi là thần vương cảnh sơ kỳ. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ nồng nặc làm, tiêu hao nhiều như vậy sinh cơ đối với ngươi mà nói không tính quá khoa trương, nhưng nếu như còn tiếp tục như vậy ngươi liền muốn có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ngươi trước thử đem tử vong hòm quan tài phong ấn, trên người ngươi tử khí hoa văn sở dĩ hội khuếch tán, là mở ra tử vong hòm quan tài phong ấn sau. Trong đó tử khí dẫn dắt trên người ngươi tử khí hoa văn khuếch tán. Diệp Thần Phong lập tức đem nắp quan tài hợp ở tử vong hòm quan tài thượng, hắn nhanh chóng đối tử vong hòm quan tài tiến hành phong ấn. Tại đem tử vong hòm quan tài phong ấn sau đó không có chết khí lại thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn. Quả nhiên dường như lão Hắc Giang Vận Thiên dự liệu như vậy, tại đem tử vong hòm quan tài phong ấn sau đó che kín Diệp Thần Phong toàn thân tử khí hoa văn đang nhanh chóng co rút lại, cuối cùng rút về thì ra là lớn nhỏ, ngừng lưu tại hắn bên phải trên ngực. Tại tử khí hoa văn khôi phục nguyên dạng sau đó Diệp Thần Phong bên trong thân thể tăng vọt sát khí,
nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Hắn khí thế trên người cũng rất có giảm bớt, tình trạng của hắn so với trước kia tiến vào tỉnh táo ma hóa còn muốn kém, cả người hắn lung la lung lay, trong đầu ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khí tức càng ngày càng yếu ớt Trình Diệc Giao, hắn hiện tại còn chưa thể bất tỉnh đi, hắn lay động thân thể đi tới Trình Diệc Giao bên cạnh. Trình Viễn Mộc cùng lão quản gia cũng lòng như lửa đốt, nhưng hai người bọn họ bị trọng thương. Căn bản vô pháp đi cứu chị Trình Diệc Giao. Diệp Thần Phong ngồi xổm ở Trình Diệc Giao bên cạnh. Chu Vô Phong vừa vặn một ngón kia trưởng ấn ngoại trừ để Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia bị thương ở ngoài, trả để cho bọn họ chúng rồi thi khí cùng độc khí. Trình Viễn Mộc cùng lão quản gia thực lực khá mạnh, bọn hắn tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại nguy hiểm cho Trình Diệc Giao tính mạng chính là thi khí cùng độc khí. Chỉ phải mở ra Trình Diệc Giao bên trong thi khí cùng độc khí, còn lại thương thế hẳn là thì sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của nàng rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem bàn tay của chính mình bị rạch rách rồi, bên trong thân thể thần huyết quyết vận chuyển, từng giọt thần huyết từ bàn tay hắn trong vết thương nhỏ xuống. Màu vàng thần huyết nhỏ xuống tại Trình Diệc Giao trên môi. Thần huyết chính là vạn độc bất xâm. Hẳn là có thể giải mở Trình Diệc Giao trong cơ thể thi khí cùng độc tức giận. Cảm thụ trên môi ướt át, nằm ở nửa hôn mê trong Trình Diệc Giao, người không tự chủ đem nhỏ xuống tại trên môi thần huyết nuốt vào trong cổ họng. Tại nuốt xuống thần huyết sau, Trình Diệc Giao nguyên bản càng ngày càng yếu ớt khí tức, hơi khôi phục một ít, người từ nửa hôn mê trong tỉnh táo lại, cảm nhận được trong miệng mùi máu tanh. Nhìn thấy Diệp Thần Phong tại dùng máu của mình đút nàng, trong lòng đột nhiên bay lên một loại khác thường tâm tình. Nhìn thấy Trình Diệc Giao thức tỉnh, Diệp Thần Phong dò xét một cái Trình Diệc Giao thân thể, đang xác định đối phương trong cơ thể thi khí cùng độc khí toàn bộ khứ trừ sau đó hắn rời đi nhắm ngay Trình Diệc Giao môi thủ trưởng. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt Diệp Thần Phong, hắn đối với Trình Diệc Giao cười một tiếng nói, ta đã nói rồi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh, hiện tại chúng ta đều không có chuyện gì, chúng ta có thể sống rời đi Chu gia rồi. Này nên tính là một cái kỳ tích chứ. Trên người bị thương Trình Diệc Giao, người thấp giọng nói, cái này kỳ tích là người sáng tạo, người cải biến ta cùng lão tổ vận mệnh. Diệp Thần Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, thân thể của hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bên trong thân thể linh khí thật giống liền một tia đều điều động không đứng lên rồi. Bên phải ngực hắc sắc tử khí hoa văn, lần thứ hai khôi phục âm u đầy tử khí. Căn bản từ phía trên không cảm giác được bất kỳ động tĩnh. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, trong đầu hắn ý thức tại càng ngày càng mơ hồ, lão Bạch cùng lão Hắc thanh âm để ý thức của hắn hơi chút thanh tỉnh một ít. Tiểu gia hỏa, về sau tận lực không muốn sử dụng tử vong hòm quan tài rồi, xem ra tử vong hòm quan tài là mở ra trên người ngươi tử khí hoa văn chìa khóa, ngươi vừa vặn loại kia thanh tỉnh ma hóa trạng thái rất nguy hiểm, một khi không khống chế xong thời gian. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu hao hết tất. Còn ngươi nữa trên người tử khí hoa văn nhất định muốn mau chóng trừ đi mất, nếu như một mực khiến nó tồn ở lại trên người ngươi, e sợ hội bất chi bất giác ảnh hưởng tâm tính của ngươi, thậm chí sẽ để cho ngươi ngay cả thần tôn cảnh đều không thể bước vào. Cho nên tại thần vương cảnh bên trong, ngươi nhất định phải đem tử khí hoa văn trừ đi. Diệp Thần Phong âm thầm gật gật đầu. Hắn cũng biết mượn loại này tử khí tăng lên sức chiến đấu, này hoàn toàn không phải kế hoạch lâu dài, cũng không phải hắn chân thật sức chiến đấu, nói cho cùng thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ mạnh, hắn rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đến trong truyền thuyết vĩnh sinh cảnh. Tiểu tử, kế tiếp ngươi một bên cảm ứng hơi thở của Long tộc, một bên tìm hiểu Ngô gia cùng Giang gia bây giờ vị trí đi. Long tộc còn lại huyết mạch nếu cũng đang viễn cổ giới nội, hẳn là không khó tìm được. Lão Hắc Giang Vân Thiên nói ra, Lão Bạch cũng gật đầu nói, ta cùng Lão Hắc tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ triệt để khôi phục lại, hẳn là không tốn thời gian dài hai chúng ta là có thể tái tạo nhục thân sống lại. Chúng ta tái tạo nhục thân còn cần làm một ít chuẩn bị, trở về Ngô gia cùng Giang gia để cho bọn họ đi giúp chúng ta chuẩn bị, chúng ta nên có thể phục sinh càng nhanh hơn một điểm. Chương 2372, Sáu Đại Ẩn Thế Tông Môn. Chu gia bên trong động tĩnh. Đã sớm đưa tới Linh Trong Phong Thành rất nhiều người tu luyện chú ý. Chỉ là bọn hắn cũng không dám đến Chu gia tìm tòi hư thực mà thôi, dù sao Chu gia vẫn là Linh Phong Thành bá chủ. Huống hồ từ Chu gia bên trong có nồng nặc âm, khí xung thiên,
Linh Phong Thành người tu luyện cũng không muốn đi đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy ngược lại cũng cho Diệp Thần Phong bọn hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Diệp Thần Phong nằm ở chân Long Điện phế tích bên trên, tại trước đó Lão Hắc cùng Lão Bạch lời nói sau khi nói xong, hắn liền tiến vào hôn mê trong. Thời gian đã qua 3 canh giờ rồi. Nguyên bản thân thể cương trực không cách nào nhúc nhích lão quỷ, hắn khôi phục năng lực hoạt động, hắn giúp Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia trị liệu thương thế. Trình Viễn Mộc cùng lão quản gia bởi vì thực lực còn mạnh hơn Trình Diệc Giao, cho nên bên trong cơ thể của bọn họ thi khí cùng độc khí vẫn không có tràn ngập ra, tại lão quỷ dưới sự giúp đỡ, hai người bọn họ trong cơ thể thi khí cùng độc khí được xếp hàng đi ra. Đối mặt thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật lão quỷ, Trình Viễn Mộc đám người hiện ra được rất là câu nệ, bọn hắn thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục không ít, đứng lên đi lại hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn nhìn xem biến thành một vùng phế tích chân Long Điện, nhìn xem toàn bộ âm u đầy tử khí chu ra, nguyên bản hôm nay là Chu Vĩnh Vọng đột phá nửa bước thần tôn chúc mừng tiệc rượu, cuối cùng cái yến hội này lại chôn vùi toàn bộ chu ra, nhưng này hoàn toàn là chu ra gieo gió gặt bão. Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao ánh mắt lại ngừng lưu tại Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được diệt người của Chu gia là một cái 30 tuổi thanh niên. Một cái 30 tuổi thực lực liền đến thần vương cảnh sơ kỳ, hơn nữa lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp thanh niên. Gặp phải Diệp Thần Phong có thể nói là vận may của bọn hắn, bằng không tại trước đó chỗ kia nắm giữ băng hỏa lam diễm sơn cốc, chỉ sợ bọn họ liền sẽ chôn vùi tánh mạng. Diệp Thần Phong như vậy một cái tràn ngập người thần bí, thật sự sẽ là từ đó châu tới sao? Tại Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao suy tư thời khắc, rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong. Từ từ mở mắt ra, trong thân thể hắn vẫn là phù phiếm vô lực, liên tục tiến vào ma hóa. Một lần là vô ý thức ma hóa, một lần là có ý thức ma hóa. Trong thân thể của hắn không ở lại một ít di chứng về sau mới là lạ chứ. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên. Bây giờ Linh Phong Thành sự tình xem như là xong xuôi. Bách Tâm Cỏ đã lấy được, còn giúp Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao giải quyết triệt để chu ra, hắn có thể an tâm rời đi Linh Phong Thành. Diệp Thần Phong nhìn xem lão quỷ, nói, lão quỷ tiền bối, ngươi là phải tiếp tục thấu một hồi khí đâu này. Vẫn là hiện tại trở về đến tử vong hòm quan tài bên trong. Lão quỷ thở dài, nói ta hiện tại tự tiến vào tử vong hòm quan tài đi. Ngươi giúp ta lưu ý thích hợp ta sinh tồn địa phương. Tuy nói bây giờ Chu gia biến thành một cái cực âm chi địa, nhưng để lão quỷ đường hoàng ở lại chỗ này. Quá chiêu người nhãn cầu rồi. Nơi này chính là viễn cổ giới. Đến lúc đó vạn nhất có thần tôn cảnh cường giả đến, chuyện này đối với lão quỷ tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Lão quỷ tại một lần nữa về đến tử vong hòm quan tài bên trong sau. Diệp Thần Phong lập tức đem tử vong hòm quan tài thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Lão quỷ sau khi rời đi, Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia càng thêm đã thả lỏng một chút, trong đó Trình Viễn Mộc nói, Diệp tiểu huynh đệ, lần này nhờ có ngươi tại, ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi rồi. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói, lúc trước các ngươi đã cho ta chỉ là một cái không có một tia linh khí người. Nhưng các người vẫn cứ nguyện ý đối với ta duỗi ra viện trợ tay, tại các người gặp nạn thời gian. Ta lại làm sao có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Không đợi Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao lại mở miệng, Diệp Thần Phong hỏi, các người biết Ngô gia cùng Giang gia hai gia tộc này sao? Ngô gia cùng Giang gia. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia khẽ cau mày, chỉ chốc lát sau. Trình Viễn Mộc kinh nghi bất định nói ra, Diệp tiểu huynh đệ. Lời ngươi nói Ngô gia cùng Giang gia, nên không phải chúng ta viễn cổ giới hai cái lánh đời gia tộc chứ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, phải là trong miệng ngươi bị chúng cái kia hai cái lánh đời gia tộc, các ngươi biết Ngô gia cùng Giang gia vị trí cụ thể sao? Trình Viễn Mộc lắc lắc đầu, nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi đã là từ đó châu đi tới, như vậy ngươi khẳng định không biết ta viễn cổ giới sự tình rồi, tại chúng ta viễn cổ giới tổng cộng có lục đại lánh đời tông môn. Ngoại trừ Ngô gia cùng Giang gia ở ngoài, còn có Thần Hỏa Tông, Ma Vân Thánh Địa, Ngàn Linh Tông cùng Huyết Diễm Cốc. Cái này 6 cái thế lực được gọi là viễn cổ giới lục đại lánh đời tông môn. Tại viễn cổ giới có rất ít người biết này 6 cái lánh đời tông môn vị trí cụ thể, có thể nói này 6 cái lánh đời tông môn là viễn cổ giới chí cao vô thượng tồn tại.
từng cái trong tông môn nội tình đều vô cùng cường đại. Nghe được Trình Viễn Mộc giới thiệu sau, Lão Bạch cùng Lão Hắc bất mãn âm thanh, tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Cái gì Thần Hỏa Tông, Ma Vân Thánh Địa, Ngàn Linh Tông, cùng Huyết Diễm Cốc, năm đó ta nhưng chưa từng nghe nói mấy cái này tông môn, bây giờ ta Ngô gia chỉ có thể cùng những này chó và mèo tông môn đặt ngang hàng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tức giận đầy ngập. Lão Hắc Giang Vân Thiên cũng quát lên, nhất định là tên khốn kia, để cho chúng ta đồng quy vu tận còn chưa đủ, hắn cố ý nâng đỡ lên mấy cái tông môn, cũng không thanh Ngô gia cùng Giang gia triệt để diệt, hắn muốn xem Ngô gia cùng Giang gia một mực kéo dài hơi tàn đi xuống, xem ra tên khốn kia năm đó đối với chúng ta hận thấu xương, thật không biết hắn ở bề ngoài làm sao giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng dấp. Hiện tại nhớ tới quả thực là buồn nôn đến cực điểm. Diệp Thần Phong có thể lý giải Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên tâm tình, dù sao Ngô gia cùng Giang gia đã từng chính là viễn cổ một trong năm đại gia tộc, bây giờ lại lạc phách cùng những này không có danh tiếng gì thế lực nổi danh, hai người bọn họ hội cam tâm mới là lạ chứ. Diệp tiểu huynh đệ, người hỏi thăm Ngô gia cùng Giang gia làm gì? Lẽ nào ngươi và Ngô gia, Giang gia có quan hệ? Trình Viễn Mộc nghi ngờ hỏi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, tính là có chút ngọn nguồn đi. Trình Viễn Mộc một mặt bình thường trở lại, chẳng trách Diệp Thần Phong như thế không bình thường rồi, nguyên lai là cùng lục đại lánh đời trong tông môn Ngô gia cùng Giang gia có ngọn nguồn. Nhưng hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao lại từ đó trâu đến. Thấy Diệp Thần Phong không có ý giải thích, hắn cũng không tiện hỏi nhiều rồi. Diệp tiểu huynh đệ, không có vị trí cụ thể. Người rất khó tìm đến Ngô gia cùng Giang gia vị trí. Ngô gia am hiểu chế thuốc, là luyện dược sư hướng tới địa phương, Giang gia am hiểu luyện khí, là luyện khí sư hướng tới địa phương. Tại viễn cổ giới một ít trong thành chỉ có dược thánh đường cùng khí thánh đường cái này hai cái thế lực, thuốc này thánh đường cùng khí thánh đường có lẽ sẽ có Ngô gia cùng Giang gia vị trí cụ thể, bọn hắn hàng năm đều sẽ mang một nhóm luyện dược sư cùng luyện khí sư đi hướng Ngô gia cùng Giang gia. Nếu có Ngô gia cùng Giang gia vừa ý, liền có thể trực tiếp lưu lại. Cuối cùng cũng coi như từ Trình Viễn Mộc trong miệng hiểu được một ít tin tức hữu dụng rồi, bây giờ hắn và Bạch Tiểu Nhu, Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên thất lạc, yếu tại to lớn như thế viễn cổ giới tìm đến hắn nhóm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Chương 2373, Ngưng Linh Cốc. Linh Phong ngoài thành. Một chỗ sơn mạch trên vách đá được mở mang một cái cửa động. Trình Viễn Mộc, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia ngồi xếp bằng tại trong hang núi. Tại trong hang núi chả bị đơn độc mở ra một cái phong bế tiểu hình nhà đá, Diệp Thần Phong ở này phong bế tiểu hình trong thạch thất. Từ Chu gia sau khi đi ra, Diệp Thần Phong là dự định rời đi Linh Phong Thành, mà Trình Viễn Mộc cũng cảm thấy bọn hắn không thích hợp tại Linh Phong Thành ở lâu, bây giờ Chu gia triệt để diệt vong. Bọn hắn Trình gia cũng coi như tán loạn rồi, Linh Phong Thành cũng không còn bọn hắn lưu luyến địa phương. Diệp Thần Phong muốn đi dược thánh đường hoặc là khí thánh đường tìm hiểu một cái Ngô gia cùng Giang gia tin tức, mà Linh trong Phong Thành không có dược thánh đường cùng khí thánh đường. Bất quá, khoảng cách Linh Phong Thành đại khái có 2 ngày lộ trình Vạn Hỏa Thành, tòa kia người tu luyện trong thành trì ngược lại là có cái này 2 cái thế lực phân bộ. Vừa vặn Trình Viễn Mộc muội muội. Năm đó gả tới Vạn Hỏa Thành một cái gia tộc bên trong đi rồi, bọn hắn hiện tại cũng cần một cái dàn xếp địa phương, cho nên Trình Viễn Mộc quyết định đi đầu chạy muội muội của hắn. Nếu Vạn Hỏa trong thành có dược thánh đường cùng khí thánh đường, Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn một cách tự nhiên đưa ra cùng Diệp Thần Phong cùng nhau lên đường. Chỉ là Diệp Thần Phong trải qua 2 lần ma hóa di chứng về sau vẫn không có hoàn toàn biến mất. Cho nên bọn hắn rời đi Linh Phong Thành sau đó bọn hắn tại đây nơi bên trong dãy núi mở ra một hang núi. Diệp Thần Phong ở trong sơn động lại đơn độc mở ra một cái phong bế nhà đá, Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều, hắn nhóm là cho rằng Diệp Thần Phong tại chữa thương thời điểm không muốn bị quấy rầy. Tiến vào tiểu hình phong bế nhà đá Diệp Thần Phong, hắn ở thạch thất bên trong điều tức tu dưỡng sau một ngày, bên trong thân thể của hắn phù phiếm cảm giác sốt cục gần như biến mất rồi. Ở bên trong thân thể phù phiếm cảm giác biến mất sau đó hắn đi thẳng tới hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Lần trước đang đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ sau. Hắn tuy rằng tiến vào một lần tiểu thế giới, nhưng hắn vẫn không có triệt để kiểm tra tiểu thế giới biến hóa. Hắn chỉ biết mình huyết mạch mở ra sau đó để người ở bên cạnh là thực lực tăng mạnh,
Đặc biệt là Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn họ là một lần tiêu thăng đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Đương nhiên Diệp Thần Phong cha mẹ của cùng tiểu thúc đám người, thực lực của bọn họ cũng tiêu thăng đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tại Diệp Thần Phong vừa mới xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới thời điểm, bên tai của hắn liền vang lên, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa thanh âm, ba ba, ba ba, ba ba. Diệp Thần Phong chưa từng xuất hiện tại tiểu thế giới khu nhà ở vực, nhưng Diệp Phàm bọn hắn vừa lúc ở Diệp Thần Phong xuất hiện phụ cận chơi đùa. Tiểu thúc Diệp Đông Kiện phụ trách nhìn xem này ba tên tiểu gia hỏa, dù sao bên trong tiểu thế giới có rất nhiều nơi không có bị thăm dò, hắn cũng không làm được để này ba tên tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nhưng mỗi lần Diệp Đông Kiện đều là làm cho mặt mày xám xịt, thực lực của hắn mới niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ AH. Này ba tên tiểu gia hỏa thực lực vượt rất xa hắn. Mỗi lần nghĩ đến chính mình liền mấy cái hài đồng cũng không bằng, hắn liền có vẻ phiền muộn cực kỳ. Thần Phong, tiểu tử ngươi mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần, lần sau xuất hiện có thể hay không cho ta nhắc nhở một chút. Diệp Đông Kiện tức giận đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, thân thể của bọn họ treo ở Diệp Thần Phong trên người. Lần này Diệp Thần Phong tiến vào tiểu thế giới, hắn là dự định triệt để dò xét cha một chút, trước đó bước vào thần vương cảnh sau đó tiểu thế giới đến cùng xảy ra bao nhiêu biến hóa. Nhưng vô luận Diệp Thần Phong nói thế nào, này ba tên tiểu gia hỏa cũng không muốn xuống. Này làm cho hắn cuối cùng là không thể làm gì. Diệp Đông Kiện nói ra, Thần Phong, ngươi lần này lại đi vào thăm dò tiểu thế giới. Nếu này ba tên tiểu gia hỏa như thế kể cận ngươi, như vậy ngươi liền để cho bọn họ đi theo được rồi, ta cũng đi theo ngươi đồng thời. Đến lúc đó ta giúp ngươi chăm nom này ba tên tiểu gia hỏa. Diệp Thần Phong biết cũng chỉ có thể đủ trước tiên như vậy. Hắn bắt đầu cảm ứng lên toàn bộ tiểu thế giới, hắn ánh mắt nhìn về phía tiểu thế giới mặt nam phương hướng. Hắn để Diệp Phong, Diệp Phàm cùng Diệp Linh nắm chặt chính mình, một bàn tay nhưng là khoác lên Diệp Đông Kiện trên người. Một giây sau, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện bọn hắn liền đi tới tiểu thế giới mặt nam một chỗ sơn cốc trước. Chỗ này sơn cốc trước đó là không có. Nhất định là Diệp Thần Phong đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ sau đó mới tại trong tiểu thế giới nhô ra. Cả cái sơn cốc được một tầng bạch sắc quang ngất bao phủ. Diệp Đông Kiện nói, Thần Phong, trước đó chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì tại bên trong tiểu thế giới đi dạo thời điểm, chúng ta cũng đã tới chỗ này sơn cốc, có thể có tầng này bạch sắc quang ngất bao trùm, chúng ta cũng đi không tiến trong sơn cốc. Diệp Thần Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bao phủ sơn cốc bạch sắc quang ngất. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh xem xuất cha của mình muốn làm việc rồi. Lúc này không cần Diệp Thần Phong dặn dò, chính bọn hắn từ Diệp Thần Phong trên người nhảy xuống. Diệp Thần Phong thân là tiểu thế giới chúa tể. Khi hắn cảm ứng cùng linh khí chạm vào bao phủ sơn cốc bạch sắc quang ngất sau, toàn bộ bạch sắc quang ngất triệt để ở trong không khí tan ra rồi. Không bao lâu thời gian, một tầng bạch sắc quang ngất liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Xem ra bao phủ lại sơn cốc bạch sắc quang ngất, chỉ có tiểu thế giới chúa tể mới có thể hóa giải mất. Tại một tầng bạch sắc quang ngất biến mất sau, cả cái sơn cốc khẩu là rõ ràng khắc sâu vào rồi, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện tầm mắt của bọn họ bên trong, chỉ thấy tại cửa sơn cốc ngay phía trên vách đá rõ ràng có khắc ngưng linh cốc. Này ba chữ lớn, tại cửa sơn cốc nơi trả thụ lập một tấm bia đá. Trên bia đá có khắc, thần tôn cảnh bên dưới đều có thể vào. Đang nhìn đến trên vách đá chữ sau, Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Hắn muốn để Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn hắn chờ ở bên ngoài, hắn trước tiến vào này cái gọi là ngưng linh cốc đi tìm tòi hư thực. Nhưng Diệp Đông Kiện lại nói, Thần Phong, chúng ta cũng đi vào chung đi, không phải trên bia đá có khắc thần tôn cảnh bên dưới đều có thể vào ma. Bên trong sẽ không có nguy hiểm gì, hay là mấy người chúng ta cũng có thể tăng lên tăng cao thực lực đây. Khi nghe đến Diệp Đông Kiện lời nói sau, lại nhìn thấy trên bia đá khắc xuống chữ. Diệp Thần Phong cuối cùng gật gật đầu, được, tiểu thúc, các ngươi liền theo ta đi vào chung đi. Nhưng nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi đều muốn nghe ta, theo sát ta. Tại phân phó Diệp Đông Kiện một câu sau, Diệp Thần Phong trước tiên hướng về ngưng trong linh cốc đi đến, Diệp Đông Kiện, Diệp Phong, Diệp Phàm cùng Diệp Linh đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Tiến vào ngưng linh cốc sau, cả cái sơn cốc rất lớn,
vừa mới bắt đầu liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng không có cảm giác đến bất kỳ địa phương kỳ quái. Nhưng khi bọn họ đi tới sơn cốc vị trí giữa lúc, Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn chỉ cảm giác bên trong thân thể hết thảy linh khí, tại hướng về hắn ngực. Nơi cửa rất có áp xúc cùng ngưng tụ, lồng ngực của hắn phảng phất đều phải nổ tung ra rồi, cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Chính lúc hắn muốn để Diệp Đông Kiện bọn hắn lập tức lui ra ngưng linh cốc thời điểm, chỉ thấy tại sơn cốc giữa không trung hiện lên một câu nói, một khi lui ra, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một đời duy có một lần bước vào ngưng linh cốc cơ hội. Chương 2374, lấy bạo trùng lực lượng đột phá. Tại ngưng linh cốc giữa không trung hiện lên một câu nói này sau. Diệp Thần Phong trần chờ. Này ngưng linh cốc hẳn là một cái cơ duyên, chỉ là hướng về hắn ngực. Nơi cửa ngưng tụ cùng áp xúc linh khí càng ngày càng nhiều. Nhất cổ cực hạn lòng buồn bực cảm giác sản sinh. Diệp Đông Kiện sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi, bàn tay của hắn chăm chú đặt tại ngực của mình. Khẩu bên trên, trong miệng là miệng lớn thở hổn hển, Thần Phong, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong hồi đáp, tiểu thúc, chỗ này bên trong sơn cốc hẳn là một chỗ cơ duyên, người không thấy giữa không trung hiện lên chữ sao? Nếu như bây giờ lui ra chỗ này sơn cốc, về sau đem không có lại bước vào nơi này cơ hội, người còn có thể kiên trì sao? Nếu như không được liền mang theo Diệp Phàm bọn hắn lui ra. Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn ngực. Miệng vị trí tuy rằng cũng khó chịu lợi hại, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ lại dị thường kiên định. Diệp Phàm thanh âm non nớt vang lên, ba ba, ta phải ở lại chỗ này, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Diệp Phong cũng lập tức nói ra, ba ba, ta cũng vậy, điểm ấy thống khổ không coi vào đâu, mụ mụ thường thường nói ba ba ngươi ở bên ngoài vì chúng ta nỗ lực. Ta nghĩ sớm một chút cùng ba ba người đồng thời kề vai chiến đấu. Diệp Linh cũng vội vàng nói, Tiểu Linh cũng là, ta muốn một mực ở lại ba ba bên người, ta biết chỉ có thực lực của chúng ta đủ mạnh rồi, ba ba người mới có thể yên tâm mang chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng muốn xuất đi gặp thế giới bên ngoài. Thấy Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh đều nói như vậy, Diệp Đông Kiện cái này lấy tư cách trưởng bối, hắn cũng không thể thật mất thể diện, lần sau hắn cũng muốn nhanh lên một chút tăng cao thực lực. Hắn cười mắng, Thần Phong, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ngươi tiểu thúc ta chứ. Một chút khó chịu, tại ngươi tiểu thúc trong mắt là cái dám gì a hát. Giữa bầu trời hiện lên một câu nói chậm rãi tiêu tán. Mà Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện bên trong cơ thể của bọn họ linh khí, hướng về ngực. Khẩu ngưng tụ cùng áp xúc càng lúc càng nhanh. Bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông tự chủ nhanh chóng vận chuyển. Phàm là bên trong thân thể tăng lên khởi bất kỳ một tơ linh khí, cuối cùng đều tới ngực của bọn hắn. Khẩu ngưng tụ tại bọn hắn ngực, nơi cửa hết thảy linh khí, đang không ngừng áp xúc lại áp xúc, bọn hắn ngực. Trong miệng xương là chít kéo kẹt lạc vang vọng, có một loại bất cứ lúc nào đều phải đứt đoạn mất xu thế. Thực lực càng mạnh người, bên trong thân thể linh khí cũng càng nhiều. Ngực, khẩu ngưng tụ cùng áp xúc linh khí tự nhiên cũng là nhiều nhất. Diệp Đông Kiện sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, miệng hắn bên trong nhanh cắn chặt hàm răng, cả người ngồi xổm ở đến, hai bàn tay chống tại trên mặt đất, trên trán của hắn tuôn ra từng cây gân xanh. Miệng hắn cùng trong lỗ mũi khí tức càng ngày càng gấp rút rồi, hắn lòng buồn bực yếu thở không được, môi có chút run rẩy nói, thật mẹ hắn khó chịu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, trở về thế tục giới, đầy đủ quét ngang toàn bộ thế tục giới rồi, tại thế tục giới trong mắt những người kia. Ta nhưng đầy đủ xưng là thần tiên. Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn dứt khoát là trực tiếp nằm ở trên mặt đất, thân thể thật chặt cuộn tròn lên, chỉ có Diệp Thần Phong còn đứng được rồi, làm sao? Tiểu thúc người nghĩ niệm thế tục giới sinh sống. Diệp Thần Phong cũng khó được cực kỳ, toàn bộ lồng ngực phảng phất bị lấp đầy thuốc nổ, đang đứng ở một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung trạng thái. Diệp Đông Kiện chiến chiến nguy nguy nói ra, là có chút tưởng niệm rồi. Ở nơi này ta liền như một kẻ tàn phế. Diệp Thần Phong thân thể cũng lắc lư, tiểu thúc, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi một lần nữa trở về thế tục giới đi. Vậy cũng rất tốt, lấy ngươi tiểu thúc ta thực lực hôm nay, tại sau này trở lại cũng coi như là áo gấm về làng chứ. Ta nhưng nhất định phải làm cho những kia đã từng người quen cũ chấn kinh ba. Diệp Đông Kiện thanh âm càng ngày càng uể oải rồi.
bởi vì toàn thân hết thảy linh khí đang không ngừng hướng về ngực. Khẩu ngưng tụ cùng áp xúc, cho nên bất kể là Diệp Thần Phong vẫn là Diệp Đông Kiệt, thân thể bọn họ bên trong là càng ngày càng rõ ràng một loại cảm giác vô lực. Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí toàn bộ tụ tập đến ngực. Khẩu, hắn tứ chi cũng biến thành yếu ớt vô lực rồi, cả người lung la lung lay té lăn quay trên mặt đất. Diệp Đông Kiệt ngực, khẩu vị trí đột nhiên vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh. Sát theo đó lại là oanh. Một tiếng. Ngưng tụ cùng áp xúc khi hắn ngực, miệng linh khí, bỗng nhiên hướng về toàn thân hắn bạo hướng mà đi. Tại đây bạo trùng lực lượng khuếch tán, Diệp Đông Kiện toàn thân gân mạch cũng cực hạn mở rộng, hắn xương cốt toàn thân cũng nhận được một loại nào đó tẩy lễ. Này cỗ toàn thân linh khí ngưng tụ mà lại áp xúc sau bạo trùng lực lượng. Dĩ nhiên phá tan Diệp Đông Kiện bình cảnh, hắn nguyên bản thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Bây giờ tại này cỗ bạo trùng lực lượng ảnh hưởng, thực lực của hắn rất nhanh sẽ khóa nhập niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, niết bàn cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, cuối cùng vững vàng như ngừng lại niết bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Tại Diệp Đông Kiện thực lực không ngừng đột phá thời điểm. Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn ngực. Khẩu ngưng tụ mà lại áp xúc linh khí, cũng tại thân thể bọn họ bên trong. Hướng về toàn thân bạo trùng mà ra, trên người bọn hắn cũng nổi lên một tầng cường một tầng trên linh khí. Ba người bọn hắn trong cơ thể hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế cũng liên tục tăng lên. Hóa thần cảnh một tầng trung kỳ, hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong, cuối cùng này ba tên tiểu gia hỏa thực lực như ngừng lại hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Diệp Đông Kiện Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh linh khí hướng về toàn thân bạo trùng mà đi. Sau đó thực lực đã nhận được tăng vọt, sau đó thân thể bọn họ khó chịu cảm giác toàn bộ biến mất rồi, bên trong thân thể linh khí cũng không tái ngưng tụ cùng áp xúc rồi. Cảm nhận được Diệp Đông Kiện đám người sau khi đột phá. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, thì ra là như vậy, ta biết chỗ này sơn cốc tác dụng, đây là đem toàn thân linh khí ngưng tụ cùng áp xúc tại điểm nào đó, không ngừng áp xúc lại áp xúc, để cho bên trong hình thành nhất cổ cực hạn sức mạnh. Một khi không lại áp xúc tự nhiên sẽ mãnh liệt đàn hồi, đây là dùng ngươi toàn thân linh khí bạo trùng lực lượng đến đột phá thực lực. Lúc bình thường, căn bản không nhưng có thể dựa vào chính mình đem toàn thân linh khí ngưng tụ cùng áp xúc đến nước này, chỉ có này ngưng linh cốc mới có thể làm được, lấy phương thức này đột phá, cần phải cũng chỉ có lần thứ nhất mới hữu hiệu quả. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích thời điểm, Diệp Thần Phong không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo lên. Hắn áp xúc cùng ngưng tụ linh khí cũng ở trong người bạo trùng mà ra rồi. Cực hạn linh khí và khí thế tại quanh thân hắn bao phủ, chung quanh hắn mặt đất nhanh chóng nứt toác, trong không khí tạo thành từng cái to lớn linh khí vòng xoáy. Hắn quần áo trên người phần phật, bạo trùng linh khí tại một lần oanh kích đột phá bình cảnh. Một cái nào đó trong nháy mắt. Oanh! Một tiếng. Diệp Thần Phong bên trong thân thể nhất thời rộng rãi sáng sủa. Thực lực của hắn từ thần vương cảnh sơ kỳ, khóa nhập thần vương cảnh trung kỳ. Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn hắn có thể một lần tăng lên nhiều tiểu tầng thứ, cái kia là bởi vì bọn hắn thực lực quá thấp, mà bước vào thần vương cảnh lại bất đồng, tại thần vương cảnh tăng lên một cái tiểu tầng thứ, vậy muốn so với thần vương cảnh chi cảnh giới tăng lên nhiều đại tầng thứ đều phải khó khăn, dù sao có phần bước vào thần vương cảnh cường giả, tại thần vương cảnh bên trong. Khả năng cả đời cũng không cách nào lại bước ra một cái tiểu tầng thứ. Cho nên nói, Diệp Thần Phong tại thần vương cảnh tăng lên một cái tiểu tầng thứ, này muốn so Diệp Đông Kiện bọn hắn lấy được nhiều hết mức. Chương 2375, đối kháng thiên đạo. Theo thực lực bước vào thần vương cảnh trung kỳ, Diệp Thần Phong ngực, khẩu cực hạn khó chịu cảm giác biến mất rồi, hắn bên trong thân thể cũng lại độ khôi phục sức mạnh. Ngưng linh cốc không lại đối Diệp Thần Phong bọn hắn có ảnh hưởng rồi. Diệp Đông Kiện cảm nhận được trong cơ thể cực hạn tăng vọt thực lực, trên mặt hắn được đắc sát vẻ mặt cho lấp đầy, Thần Phong, loại này nhanh chóng tăng cao thực lực cảm giác thật mẹ hắn sảng khoái, nếu như có thể trở lại mấy lần, như vậy ta cũng có thể bước vào hóa thần cảnh rồi, tiết kiệm một mực được này ba tên tiểu gia hỏa khinh bỉ. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh hoa tay múa chân. Này ba cái dám hài bằng chừng ấy tuổi liền bước vào hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ rồi, quả thực là yêu nghiệt cực kỳ, nhưng càng quan trọng hơn là bọn hắn có một người cha tốt,
bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại tuổi như vậy, liền đến hóa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Diệp Thần Phong cảm thụ một cái trong cơ thể mãnh liệt thần vương cảnh trung kỳ khí thế, hắn không nhìn thẳng Diệp Đông Kiện lời nói, hắn nhìn xem Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, trong lòng tràn đầy vui sướng, nhìn thấy con của mình tăng cao thực lực, hắn tự nhiên là sẽ cao hứng. Diệp Thần Phong nhu nhu ba tên tiểu gia hỏa đầu, được rồi, chúng ta rời đi trước Ngưng Linh Cốc lại nói. Đi ra Ngưng Linh Cốc sau. Diệp Thần Phong đối với Diệp Đông Kiện, nói tiểu thúc, bên trong thế giới nhỏ này không phải là mỗi cái địa phương đều có cơ duyên như vậy, ngươi mang theo tiểu phàm bọn hắn đi về trước, cơ duyên cũng sẽ không biến mất, ta đi trước hoàn toàn tra xét một phen những nơi còn lại. Nếm trải ngon ngọt Diệp Đông Kiện, hắn nói, Thần Phong, là này ba tên tiểu gia hỏa muốn đi theo ngươi, tiểu thúc ta chỉ là giúp ngươi chăm nom này ba tên tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi, ngươi không phải là tiểu thế giới chúa tể ma. Có ngươi tại, căn bản sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn cũng tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Cuối cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, được rồi, các ngươi liền tiếp tục đi theo ta đồng thời thăm dò đi. Ba tên tiểu gia hỏa nghe vậy, bọn hắn lần thứ hai nhảy tới Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Diệp Thần Phong lần nữa cảm ứng lên tiểu thế giới này, hắn đem bàn tay phải đặt tại Diệp Đông Kiện trên người. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện tại tiểu thế giới mặt phía bắc một chỗ đen như mực cửa sơn động. Sở dĩ hội đi tới nơi này, Diệp Thần Phong luôn cảm giác trong sơn động có một loại đặc thù sức mạnh, có thể không đi vào sơn động bên trong. Hắn lại cảm thấy không phải làm rõ ràng. Bây giờ tiểu thế giới diện tích đã sớm mở rộng rất nhiều rồi. Hang núi này là ở tiểu thế giới cực bắc chi địa, Diệp Đông Kiện bọn hắn trước đó cũng không có tới qua nơi này. Tại cửa sơn động không có bất kỳ cách trở, Diệp Thần Phong muốn đem bên trong động tình huống cảm ứng thanh một chút, nhưng vô luận hắn đứng ở cửa động làm sao cảm ứng. Nhưng thủy chung không có thể cảm ứng được tình huống cụ thể bên trong. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được bên trong có một loại đặc thù năng lượng, hơn nữa tại cửa sơn động cũng không có dựng đứng giải thích bia đá, tại Ngưng Linh Cốc cửa sơn cốc nhưng là có bia đá dựng đứng. Diệp Thần Phong để Diệp Phàm bọn hắn từ trên người chính mình xuống, sau đó hắn đối với Diệp Đông Kiện nói, tiểu thúc, các ngươi phải cùng ta vào sơn động lời nói. Chính các ngươi yếu cẩn trọng một chút rồi, ta xem chỗ này trong sơn động có phần quái lạ, hoặc là các ngươi trước tiên ở ngoài động chờ ta. Để cho ta xác định trong đó tình huống, các ngươi đi vào nữa. Diệp Đông Kiện vung tay lên nói, Thần Phong, ngươi cũng quá xem nhẹ ngươi tiểu thúc đi nha. Năm đó ở thế tục giới thời điểm, tiểu thúc ta cũng là không sợ trời không sợ đất nhân vật, này ba tên tiểu gia hỏa liền giao cho ta chiếu khán, chúng ta đi vào chung. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh dồn dập cho Diệp Đông Kiện một cái liếc mắt, thật giống tại nói chúng ta yêu cầu ngươi chăm nom sao. Diệp Thần Phong trước tiên hướng về trong hang núi đi đến. Vừa vặn muốn cho Diệp Đông Kiện bọn hắn trước tiên ở lại ngoài động, đều chỉ là vì chú ý cẩn thận một ít. Nhưng Diệp Đông Kiện bọn hắn muốn đi theo lời nói, hắn cũng không ngăn trở rồi, tại bên trong thế giới nhỏ này xuất hiện đồ vật, hẳn là sẽ không để cho bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong hang núi làm đen nhánh, loại này hắc nồng đặc cùng mực nước như thế, thậm chí là Diệp Thần Phong cái này thần vương cảnh trung kỳ người. Tầm mắt của hắn ở nơi này cũng bị nghẹt rồi, chớ nói chi là Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm mấy người bọn hắn rồi. Diệp Thần Phong cảm ứng cũng không cách nào ở nơi này triệt để kéo dài ra đi, hắn nói tiểu thúc, các ngươi cần phải theo sát. Diệp Đông Kiện nói, Thần Phong, yên tâm đi, chúng ta đi không ném. Một đường hướng phía trước. Tại trong hang đen kịt đi rồi sau mười mấy phút. Diệp Thần Phong bọn hắn rốt cuộc đi qua tầm mắt bị nghẹt màu đen khu vực. Bọn hắn xuất hiện tại một chỗ rộng rãi không gian bên trong. Chỗ này bên trong không gian không có vật gì. Bốn phía trên vách đá tản ra hào quang nhàn nhạt. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện đánh giá một phen bốn phía sau, nơi này căn bản không có bất kỳ đặc biệt. Liền ngay cả trước đó Diệp Thần Phong cảm giác được cái cỗ này đặc thù năng lượng cũng biến mất không thấy. Tại Diệp Thần Phong trong lòng không hiểu thời điểm, ánh mắt của hắn như ngừng lại bốn phía trên vách đá. Chỉ thấy trên vách đá thật giống loáng thoáng có đồ án tại hiện lên. Diệp Thần Phong đến gần rồi bên trái một khối vách đá. Trên vách đá quả nhiên là có đồ án, nhưng cơ hồ là nhìn không rõ,
thậm chí thấy không rõ lắm trên vách đá khắc họa đến cùng là cái gì. Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm vách đá xem, bọn hắn cũng đi tới, đưa mắt quăng đã đến trên vách đá. Nhìn tốt sau một hồi lâu, Diệp Đông Kiện cũng không cảm thấy vách đá này có gì đáng xem. Khi hắn yếu mở miệng hỏi Diệp Thần Phong thời điểm, trong chớp mắt, trên vách đá đột nhiên tạo thành nhất cổ sức hút, dường như muốn đem Diệp Thần Phong hồn phách của bọn họ đều mút vào đến bình thường. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện bọn hắn tại cỗ lực hút này dưới, bọn hắn không tự chủ bế vào một con mắt, đợi đến một lần nữa mở ra thời điểm, bọn hắn phát hiện tất cả xung quanh đều cải biến. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bên trong dãy núi. Một tên thân mặc trường sa màu trắng nam nhân, đứng ở hắn nhóm nơi xa một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy cái kia áo trắng nam nhân nhìn lên bầu trời, âm thanh bình tĩnh lại tràn ngập uy nghiêm, thiên đạo muốn bắt nạt ta, vậy thì như thế nào? Ta nhất định yếu đi ngược dòng nước. Áo trắng trên thân nam nhân tràn đầy khí thế kinh khủng, trong cơ thể hắn thủ thế chờ đợi thật khí thế, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét lốc xoáy. Nếu như Thanh Diệp Thần Phong bây giờ khí thế tỷ dụ thành Tiểu Khê lời nói, như vậy này áo trắng nam nhân khí thế tối thiểu nhất là biển rộng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang vọng, Tiểu Gia Hỏa, các người hiện tại hẳn là tiến vào ảo giác bên trong, này ảo giác là người đầu tiên nhận chức hỗn độn nhẫn chủ nhân lưu lại, người thấy cái kia áo trắng nam nhân, phải là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Cái này ảo giác bên trong chuyện đã xảy ra, hẳn là đã từng người đầu tiên nhận chức hỗn độn nhẫn chủ nhân trải qua sự tình. Tại lão nói vô ích giữa, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên trở nên chia năm xẻ bảy, từ nứt ra vết xước bên trong bốn tràn ra cực hạn uy năng. Lão hắc âm thanh kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói muốn đối kháng thiên đạo. Cái kia áo trắng nam nhân, cũng chính là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Hắn hẳn là khoảng cách vĩnh sinh cảnh chỉ có bước cuối cùng xa rồi. Chương 2376, khủng bố thiên đạo. Thiên đạo uy thế. Tại lão hắc thanh âm hạ xuống thời khắc. Chỉ thấy giữa bầu trời nứt ra vết xước càng ngày càng nhiều. Tầng mây cũng không ngừng ở trên bầu trời trở mình vọt lên. Nứt quáng đê vỡ bên trong tràn ra cực hạn uy năng vẫn không tính mãnh liệt. Nhưng những này uy năng thật khí thế muốn so áo trắng nam người khí thế trên người mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, áo trắng nam nhân nhưng là vô hạn tiếp cận sống mãi người rồi. Từ bầu trời bên trong nứt ra vết xước bên trong không ngừng lóe lên đỏ màu da cam lục thanh lam tử này bảy loại màu sắc. Toàn bộ phá thành mảnh nhỏ bầu trời ép càng thêm thấp. Đột nhiên trong lúc đó, oanh, một tiếng, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ bầu trời nhiễm lên một tầng cực hạn màu đỏ. Nhất cổ màu đỏ uy thế từ trên bầu trời áp bức xuống, tại màu đỏ uy thế mới vừa vặn hình thành trong nháy mắt. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt nát tan nứt ra, chung quanh cây cỏ biến mất ở trong thiên địa, từng tòa cao sơn cũng vỡ vụn. Chỉ có áo trắng nam nhân đứng cái kia tòa núi cao như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Áo trắng nam nhân ánh mắt nhìn thẳng bầu trời, trên người hắn nổi lên năm màu bảo quang, hắn mạnh mẽ đem màu đỏ uy thế cho đỡ xuống. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong đám người. Bọn hắn mặc dù chỉ là tại ảo giác bên trong, nhưng này ảo giác bên trong lại bảo lưu lại một tia chân chính màu đỏ thiên đạo uy thế. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong đó Diệp Đông Kiện tại cảm nhận được một tia màu đỏ thiên đạo uy thế sau đó hắn trực tiếp miệng phun tiên huyết, cả người trong nháy mắt ngất đi. Diệp Phàm. Diệp Phong cùng Diệp Linh tình huống cũng không có so với Diệp Đông Kiện tốt tới chỗ nào, ba người bọn hắn trong cái miệng nhỏ cũng không ngừng tràn ra tiên huyết, cuối cùng cũng theo sát Diệp Đông Kiện ngất. Tại Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn hắn ngất trong nháy mắt, bọn hắn lập tức biến mất ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong ngược lại còn có thể chịu đựng ảo giác người trung gian lưu một tia màu đỏ thiên đạo uy thế, hắn cảm giác được Diệp Đông Kiện bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hẳn là chỉ là được truyền tống ra ảo giác bên trong rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh ngưng trọng nói, Tiểu Gia Hỏa, hảo hảo cảm thụ một chút đi. Đây là một cái hiếm có cơ hội, tương lai người muốn bước vào sống mãi, thế tất yếu cùng mảnh này ông trời đối nghịch, người cũng nhất định sẽ trải qua thiên đạo áp bức. Ảo giác bên trong lại có thể giữ một tia chân chính thiên đạo oai, có thể thấy được hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân thủ đoạn phi phàm. Nơi xa đỉnh núi áo trắng nam nhân,
hắn chỉ vào phá thành mảnh nhỏ bầu trời, hắn tóc dài bay lượn, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Ta muốn bước vào sống mãi, ngươi vì sao yếu ngăn trở ta? Lẽ nào chỉ cho phép ngươi mảnh này lão thiên khốn kiếp vĩnh viễn tồn sống tiếp sao? Áo trắng nam người quần áo trên người vi vi nhô lên, nổi lên năm màu bảo quang càng thêm chói mắt, từ trên người hắn lao nhanh mà ra như hồng thủy màu xanh lam linh khí, hắn bị bao phủ tại cuồn cuộn màu xanh lam linh khí bên trong, trong mắt của hắn cũng trở thành màu xanh da trời. Đỉnh đầu phá thành mảnh nhỏ bầu trời lại nhiễm lên một tầng màu cam. Nhất cổ màu cam thiên đạo uy thế, từ bầu trời bên trong đột nhiên áp bách xuống. Màu cam uy thế bên trong uy năng là vừa vặn màu đỏ uy thế 5 lần, nát bấy mặt đất cực hạn lún xuống dưới, không khí trở nên bạo loạn cực kỳ, không gian bốn phía toàn bộ nứt ra rồi từng đạo vết xước. Thân ở cuồn cuộn màu xanh lam linh khí bên trong áo trắng nam nhân, hắn hướng về giữa bầu trời áp bách xuống uy thế, điểm ra chỉ tay. Này một chỉ điểm ra. Từ ngón tay của hắn bên trong tuôn ra kinh người ánh sáng màu lam. Một cái dường như màu xanh lam ngân hà năng lượng xông hướng trên bầu trời. Nhưng mà, tại màu cam uy thế bên dưới, màu xanh lam ngân hà năng lượng trong nháy mắt tán loạn vô ảnh vô tung. Cuối cùng màu cam uy thế vẫn là áp bức ở áo trắng trên thân nam nhân. Đứng ở đỉnh núi áo trắng nam nhân, thân thể của hắn lay động một cái, hắn dưới bàn chân mặt đất xuất hiện từng vết nứt, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Mà thấy cảnh này Diệp Thần Phong, đồng dạng là cảm nhận được một tia bảo lưu xuống màu cam uy thế. Một cái tia màu cam uy thế muốn so vừa nãy một tia màu đỏ uy thế cũng mạnh hơn 5 lần. Tại thừa nhận lấy một cái tia bảo lưu xuống màu cam thiên đạo uy thế sau đó Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác toàn thân linh khí vận chuyển không trôi chảy rồi, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, thân thể cũng không tự chủ trở nên căng thẳng. Tại màu cam uy thế hạ xuống được sau. Hoàng. Sắc uy thế, màu xanh lục uy thế, màu xanh uy thế, một đạo tiếp lấy một đạo uy thế từ phá thành mảnh nhỏ bầu trời bên trong rơi xuống, hoàng. Sắc uy thế muốn so màu đỏ uy thế mạnh hơn gấp 10 lần, màu xanh lục uy thế muốn so màu đỏ uy thế mạnh hơn 15 lần, mà màu xanh uy thế chỉ là muốn so màu đỏ uy thế mạnh hơn gấp 20. Đối mặt từng đạo nhanh chóng hạ xuống uy thế, đứng ở đỉnh núi áo trắng nam nhân. Hắn vạt áo đã bị trong miệng tràn ra tiên huyết cho nhiễm đỏ, cả người thật khí thế cũng có vẻ suy yếu cực kỳ. Ở trên bầu trời nhuộm một tầng trên màu xanh lam, yếu hạ xuống loại thứ 6 uy thế thời điểm. Chỉ thấy áo trắng nam nhân hắn trong nháy mắt xé rách hư không. Hắn đem khí thế của mình cực hạn che giấu, thậm chí là sáp nhập vào trong không khí, hắn yếu tránh né thiên đạo dò xét, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhảy vào được chính mình xé rách hư không bên trong. Chịu đựng đến màu xanh uy thế hẳn là áo trắng nam cực hạn của con người rồi. Mà ở ảo giác trông được từng hình ảnh phát sinh Diệp Thần Phong, hắn đồng dạng là nhận lấy bảo lưu xuống một tia hoàng. Sắc uy thế, một tia màu xanh lục uy thế cùng một tia màu xanh uy thế áp bức. Miệng hắn bên trong cũng từng ngụm phun ra tiên huyết, trong lỗ mũi khí tức càng ngày càng gấp rút, cả người trong đầu ý thức bắt đầu mơ hồ, từ từ hắn không thể kiên trì được nữa rồi, trực tiếp ngất đi. Các loại lần nữa khi tỉnh táo, Diệp Thần Phong phát hiện mình từ ảo giác bên trong thoát ly, về tới chỗ hang núi kia rộng rãi không gian bên trong. Trong miệng trả lưu lại mùi máu tanh, bên trong thân thể bị thương không nhẹ, này đều chứng minh rồi trước đó tại ảo giác bên trong trải qua tất cả đều là thật. Diệp Đông Kiệt, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh bọn hắn chỉ thừa nhận lấy một đạo thiên đạo uy thế, nhưng bởi vì bọn họ thực lực thấp nguyên nhân. Bọn hắn vẫn không có từ đang hôn mê tỉnh lại. Diệp Thần Phong giúp Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn hắn kiểm tra một chút thân thể, tại bảo đảm bọn hắn thật không có sự tình sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ, khụ khụ. Vừa vặn thanh tĩnh lại, Diệp Thần Phong liền ho sặc sụa lên. Tiểu tử, thưởng thức được thiên đạo uy thế, ngươi bây giờ hẳn phải biết muốn bước vào sống mãi có khó khăn dường nào đi nha. Ngươi thừa nhận vẫn chỉ là một tí thi thiên đạo uy thế, ngươi liền làm cho thê thảm như thế rồi, chờ ngươi về sau bước vào thần đế cảnh, vô hạn tiếp cận sống mãi thời điểm, ngươi liền muốn thừa nhận chân chính thiên đạo uy thế rồi. Lại có thêm, thiên đạo uy thế sau đó mảnh này ông trời phải hay không còn có thủ đoạn khác. Liền ngay cả hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận được đến đạo thứ 5 thiên đạo uy thế.
Lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói, để Diệp Thần Phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng một ít, tại chính thức cảm nhận được thiên đạo power sau đó hắn mới biết muốn bước vào sống mãi khả năng so với trước hắn dự đoán chả phải gian nan, nhưng hắn trong con ngươi vẻ mặt lại càng thêm kiên định. Lão Bạch, Lão Hắc, bây giờ ta mới thần vương cảnh trung kỳ, ta tự nhiên là không thể chịu đựng thiên đạo uy thế, nhưng ta bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, của ta sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt qua hỗn độ nhẫn đệ nhất chủ nhân. Ta tuyệt đối yếu đến sống mãi. Chương 2377, Luân hồi quả. Luân hồi nước. Tại Diệp Thần Phong tỉnh lại không bao lâu sau. Diệp Phàm, Diệp Phong, Diệp Linh cùng Diệp Đông Kiện cũng toàn bộ từ đang hôn mê thanh tỉnh. Bên trong cơ thể của bọn họ đồng dạng bị thương không nhẹ, nhưng tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dùng một ít chữa thương đan dược, lại cẩn thận tu dưỡng thêm mấy ngày liền có thể khôi phục rồi. Diệp Đông Kiện lau lau khóe miệng biến làm tiên huyết, hùng hùng hổ hổ nói, thực sự là thiệt thòi lớn rồi, Thần Phong, vừa vặn cái kia ảo giác rốt cuộc là cái gì? Làm sao tại ảo giác bên trong chúng ta đều sẽ bị thương? Tiểu tử ngươi không phải tiểu thế giới chúa tể ma. Rất nhiều chuyện bên trong tiểu thế giới người đều là không biết, bọn hắn chỉ biết là đến Diệp Thần Phong yếu đến sống mãi, nhưng bọn họ không biết đến sống mãi, nhất định muốn thanh ông trời giết chết. Nếu như bọn hắn biết Diệp Thần Phong trong lòng ý tưởng điên cuồng này, như vậy bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản Diệp Thần Phong, còn có thể càng thêm lo lắng cho hắn, ông trời uy nghiêm lại há là người bình thường có thể xâm phạm. Sắc mặt không có triệt để khôi phục như cũ Diệp Thần Phong. Hắn đương nhiên sẽ không đem nói thật đi ra, tiết kiệm Diệp Đông Kiện bọn hắn lo lắng, hắn nói tiểu thúc, ta không phải đã nói rồi, chính ta trước tiến đến thăm dò đường, các ngươi không phải muốn đi theo ta, vừa vặn đó là tôi luyện tâm trí của con người, tại bên trong tiểu thế giới nhưng không chỉ chỉ có tăng cao thực lực cơ duyên. Diệp Thần Phong thuận miệng mò mẫm. Bây giờ trong tiểu thế giới luyện dược sư cùng luyện khí sư đều đã có. Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm trên người bọn hắn đều có chữa thương đan dược, bọn hắn đang uống đan dược sau đó thân thương thế bên trong cơ thể khôi phục một ít, khí sắc trở nên khá hơn nhiều. Diệp Thần Phong không có lựa chọn thi triển bất tử kim thân, đồng dạng là phục dụng mấy viên liệu thương đan, hắn không muốn tại loại chuyện này lãng phí thần huyết rồi. Hơi chút điều tức chốc lát, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện bọn hắn liền đi ra chỗ này sơn động. Năng lực nhận biết lần thứ hai hướng về tiểu thế giới bốn phương tám hướng khuếch tán, Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía tây, hắn đối với Diệp Đông Kiện, nói ra tiểu thúc, các ngươi là yếu tiếp tục đi theo ta thăm dò đâu này? Hay là ta hiện tại đem các ngươi đưa trở về? Diệp Đông Kiện vốn là ôm một đường tăng cao thực lực ý nghĩ, kết quả làm cho suýt chút nữa làm mất đi nửa cái mạng già, hắn là không có hứng thú thăm dò tiểu thế giới rồi. Hắn cũng biết nơi này rất nhiều cơ duyên đều là vì Diệp Thần Phong chuẩn bị. Lấy thực lực của hắn gặp phải có phần cơ duyên, nói không chắc ngược lại sẽ khiến hắn mai táng nộp mạng, đáng sợ nhất là tính mạng không có chôn vùi, cuối cùng làm cho bán thân bất toại. Thần Phong, người tiểu thúc ta nhưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng này ba tên tiểu gia hỏa nhưng sợ vỡ mật, ta mang này ba tên tiểu gia hỏa trở lại. Diệp Đông Kiện mặt không đỏ tim không đập nói. Diệp Phàm. Diệp Phong cùng Diệp Linh còn muốn nói chuyện, nhưng Diệp Thần Phong không có cho này ba tên tiểu gia hỏa cơ hội mở miệng rồi, dù sao trong tiểu thế giới có phần cơ duyên vẫn là mang có tính nguy hiểm. Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm thực lực của bọn họ vẫn là quá thấp rồi. Lấy tư cách tiểu thế giới chúa tể. Diệp Thần Phong tay nhanh chóng lần lượt khoác lên Diệp Đông Kiện cùng Diệp Phàm bọn người trên thân, bọn hắn từng cái lập tức biến mất ở trước mặt. Diệp Thần Phong trực tiếp đem bọn họ đưa đến tiểu thế giới khu nhà ở vực. Tại đem Diệp Đông Kiện đám người đưa sau khi đi, Diệp Thần Phong thân ảnh cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là đi tới phía tây một chỗ hồ nước trước. Chỗ này hồ nước cũng là trước kia không có, chỉ thấy bên trong hồ nước nước cũng không phải trong suốt, mà là hiện ra một loại màu đen kịt. Từ nước sơn hồ nước màu đen trong, nổi lên từng trận nhiệt khí. Từng cái bọt khí không ngừng ở trên mặt hồ nổi lên. Tại hồ nước bên phải bên bờ, sinh trưởng một viên trụi lùi màu đen đại thụ. Tại đây khỏa màu đen đại thụ đỉnh cao nhất trên cành cây, kết ra một viên nắm tay lớn nhỏ màu đen trái cây. Diệp Thần Phong đến gần rồi cây kia màu đen đại thụ, hắn có thể đủ cảm giác được này khỏa màu đen đại thụ căn. Hành,
một đường sinh trưởng đã đến hồ nước màu đen bên trong, thật giống cái hồ này bên trong hắc thủy chính là cây to này chất dinh dưỡng. Ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp kết ra màu đen trái cây, tại đây viên nắm tay lớn nhỏ màu đen trái cây mặt ngoài, có một vòng lại một vòng vòng xoáy y hệt hoa văn, bằng vào mượn cảm giác, căn bản cảm thụ không ra viên này hắc trái cây có những gì bất đồng. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi nhìn suốt này màu đen trái cây lai lịch sao? Lão Hắc, ngươi có phải hay không đã đoán được? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh không hề trả lời Diệp Thần Phong, mà là hỏi lão Hắc. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, lão Bạch, xem ra ngươi cũng đoán được. Diệp Thần Phong nói, hai người các ngươi có thể không muốn đánh bí hiểm rồi sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa. Không cần nóng lòng như thế, nếu như ta cùng lão Hắc không có đoán sai, đây là trong truyền thuyết luân hồi quả. Luân hồi quả là hỗn độn thời đại kết quả, tại viễn cổ thời đại đã sớm giảm âm thanh diệt tích. Nhưng vẫn có một ít liên quan với luân hồi quả miêu tả được ghi lại. Có người nói luân hồi quả nhất định muốn sinh trưởng tại luân hồi nước bên, dựa vào hấp thu luân hồi trong nước chất dinh dưỡng sinh trưởng, cái gọi là luân hồi nước phải là hồ nước này bên trong hắc thủy rồi. Có người nói luân hồi nước không chỉ có đối luân hồi quả sinh trưởng ra tác dụng, chả có thể dùng để chế thuốc cùng luyện khí, có thể tăng lên trên diện rộng chế thuốc cùng luyện khí tỷ lệ thành công, tuy nói tại viễn cổ thời đại luân hồi quả đã giảm âm thanh diệt tích. Nhưng luân hồi nước vẫn là từng xuất hiện một lần, hơn nữa chỉ là phi thường lượng nhỏ mấy bình mà thôi. Lúc đó tại viễn cổ thời đại xuất hiện mấy bình luân hồi nước, cuối cùng nhưng là đấu giá giá trên trời. Coi như là luyện chế cửu phẩm bên trên chí tôn đan dược, này luân hồi nước cũng là có thể tăng cao đan dược luyện chế tỷ lệ thành công, người nên có thể tưởng tượng ra được đây đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư quan trọng đến cỡ nào đi nha. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, lão Bạch nói không sai, đối chí tôn luyện dược sư hữu dụng, tự nhiên đối chí tôn luyện khí sư cũng hữu dụng. Người nên có thể tưởng tượng đến này dòng giã một hồ nước luân hồi nước có bao nhiêu giá trị chứ? Tự coi như người tại viễn cổ giới lấy ra một bình nhỏ luân hồi nước, chỉ sợ cũng có thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Diệp Thần Phong không nghĩ tới bên trong hồ nước màu đen luân hồi nước còn có tác dụng như vậy, thân là luyện dược sư cùng luyện khí sư Diệp Thần Phong tới nói, luân hồi nước đối với hắn tuyệt đối là có tác dụng lớn. Cái kia luân hồi quả có tác dụng gì? Diệp Thần Phong hỏi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, luân hồi quả trăm ngàn năm kết một viên. Hơn nữa nhất định muốn tại hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể kết ra luân hồi quả đồng thời thành thục. Rất rõ ràng, người nhìn thấy được viên này luân hồi quả đã thành thục, có thể dùng để phục dụng. Luân hồi quả đối thực lực của ngươi tăng lên không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng có thể để cho mi tâm trong óc thêm ra một thứ, đối với ngươi mà nói cũng là rất nhiều tác dụng. Không nghĩ tới hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hắn ở nơi này để lại nhiều như vậy thứ tốt. Về sau các loại thực lực của ngươi bước vào thần tôn cảnh, hoặc là thần đế cảnh, thật không biết nơi này còn có thể bốc lên cái gì đến. Diệp Thần Phong có phần không thể chờ đợi, lão Bạch, này luân hồi quả đến cùng có thể để cho trong biển ý thức của ta thêm ra cái gì? Chương 2378, Luân hồi vòng xoáy. Dùng luân hồi quả, có thể để cho trong biển ý thức của ngươi sản sinh luân hồi vòng xoáy. Chỉ cần luân hồi vòng xoáy hình thành. Như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không tại trong biển ý thức của ngươi biến mất rồi. Bất quá, hình thành vòng quỹ vòng xoáy, mãi mãi cũng chỉ có thể tồn tại mi tâm của ngươi bên trong, sẽ không theo ngươi phóng ra ngoài thần vực cùng đi ra tới. Nếu có cường giả thần hồn tiến vào ngươi trong óc, tra xét trí nhớ của ngươi cùng qua lại, như vậy luân hồi vòng xoáy có thể mang đối phương thần hồn cho cắn nát hấp thu, tuy nói ngươi có ba cái thức hải, cũng là có nhất định lực công kích. Nhưng nếu như là gặp phải tuyệt đối cường giả thần hồn, chỉ sợ ngươi ba cái thức hải căn bản vô pháp đem đối phương như thế nào. Căn cứ cổ tịch thượng ghi lại luân hồi quả, chỉ cần dùng luân hồi quả, vừa vặn hình thành luân hồi vòng xoáy là có thể cắn nát thần tôn cảnh trung kỳ cường giả thần hồn. Một khi thần hồn bị hủy diệt, đối với bản tôn cũng có cực kỳ to lớn ảnh hưởng, nhẹ thì chịu đến cực kỳ nội thương nghiêm trọng, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma. Mà tới thần hồn cắn nát hấp thu luân hồi vòng xoáy, theo hấp thu càng ngày càng nhiều thần hồn, uy lực của nó cũng sẽ không ngừng đi lên leo lên, này hình thành luân hồi vòng xoáy power không phải nhất thành bất biến. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đem luân hồi quả tác dụng chậm rãi nói đến.
Diệp Thần Phong nghe được Lão Bạch giải thích sau đó hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu đen đại thụ đỉnh luân hồi quả. Tuy nói hình thành luân hồi vòng xoáy không cách nào phóng ra ngoài đến, không cách nào trực tiếp dùng luân hồi vòng xoáy công kích đối thủ, nhưng này tốt xấu cũng có thể trở thành trong tay hắn một lá bài tẩy. Đối với thần vương cảnh trung kỳ Diệp Thần Phong tới nói, muốn tra xét trong đầu hắn ký ức, liền tất cần phải tiến vào thức hải của hắn, hắn có thể dẫn đối thủ tiến vào trong biển ý thức của hắn, cuối cùng để luân hồi vòng xoáy đem hắn cắn giết. Diệp Thần Phong hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, phải như thế nào dùng luân hồi quả? Chỉ trực tiếp nuốt vào sao? Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, ghi nhớ kỹ, lấy luân hồi quả thời điểm phải cẩn thận. Có người nói một khi luân hồi quả tiếp xúc được địa khí, liền sẽ lập tức phân giải vô ảnh vô tung, người nắm bắt tới tay sau. Lập tức đem hắn nuốt vào xong, về phần tại hình thành luân hồi vòng xoáy thời điểm, thân thể có thể hay không có cái gì biến hóa, chúng ta liền không được biết rồi. Dù sao luân hồi quả tại viễn cổ thời đại chưa từng xuất hiện, ghi lại luân hồi quả cổ tịch thượng, cũng chỉ là nuốt cả quả táo miêu tả một ít. Nếu biết luân hồi quả tác dụng, như vậy Diệp Thần Phong nào có không nuốt vào đạo lý. Về phần nuốt vào luân hồi quả có thể hay không rất thống khổ. Này đã không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi rồi. Diệp Thần Phong bóng người đạp không mà lên. Dừng lại ở màu đen ngọn cây đại thụ, hai tay cẩn thận đem luân hồi quả hái xuống. Nắm tay lớn nhỏ luân hồi quả phân lượng thật nặng, cầm ở trong tay còn có chút nặng trình trịch. Tại đem luân hồi quả lấy xuống sau đó Diệp Thần Phong lấy tay trà sát một cái luân hồi quả mặt ngoài, mặt trên một vòng lại một vòng vòng xoáy hoa văn càng thêm hào quang rạng rỡ rồi. Sau đó, Diệp Thần Phong liền từng ngụm nuốt vào lên luân hồi quả, cắn xuống rất giòn, khi tiến vào trong miệng sau, luân hồi quả phần thịt quả trong nháy mắt biến thành nước. Dịch, một loại ngọt ngào kích thích hắn nhũ đầu. Nắm tay lớn nhỏ luân hồi quả, không bao lâu thời gian. Toàn bộ được Diệp Thần Phong cho nuốt vào trong bụng. Diệp Thần Phong một lần nữa về tới trên mặt đất, hắn cũng không có cảm giác đến bên trong thân thể có bất kỳ biến hóa nào, chính lúc hắn cực kỳ không hiểu thời điểm. Nhất cổ noãn rung rung sức mạnh, tại trong dạ dày của hắn mặt khuấy động lên, để cả người hắn đều vô cùng thoải mái. Nhưng theo thời gian trôi đi, này cổ noãn rung rung sức mạnh đang không ngừng đi lên kéo lên, nhiệt độ là càng ngày càng cao. Dường như muốn đưa hắn dạ dày đều đã hòa tan bình thường. Diệp Thần Phong lông mày trong nháy mắt cau chặt. Trong dạ dày nhất thời từng trận đau xoắn y hệt đau đớn, sau đó nguồn sức mạnh này hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn lan tràn. Cả người hắn da thịt đang chậm chậm trở nên đỏ lên, giống như là được vết bỏng bình thường. Toàn thân hắn không ngừng bốc lên suốt mồ hôi đến, thân thể vi vi uốn lượn, hắn trong gân mạch không ngừng vận chuyển linh khí dòng sông. Đáng tiếc trong cơ thể hắn điều động linh khí căn bản vô pháp giảm bớt một tia thống khổ. Tại Diệp Thần Phong cắn răng kiên trì thời điểm. Oanh, một tiếng. Thức hải của hắn bên trong cũng nổ ra, màu trắng, màu đen cùng màu vàng ba cái thức hải bốc lên không ngớt. Thức hải phía trên trở nên nhược rất nhiều cửu thiên huyền lôi cũng quy. Co lại lên. Khi hắn thức hải phía trên bị phá ra một vết thương. Nhất thời trong đầu nhất cổ cực hạn đau đớn sản sinh. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác chỉnh cái đầu đều phải nổ tung bình thường. Hai bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, bởi quá mức dùng sức, đầu ngón tay đều lâm vào lòng bàn tay bên trong, từng tia máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà ra. Ba cái bốc lên thức hải. Bốc lên càng ngày càng mãnh liệt rồi, chúng nó đem hết toàn lực phải đem phá vỡ vết xước cho lấp kín, có thể từ phá vỡ vết xước tản ra một nguồn sức mạnh. Đêm này ba cái thức hải ngăn cách ở bên ngoài. Khi hắn thức hải phía trên hình thành vết xước, từ từ biến thành màu đen. Một vòng lại một vòng sóng gợn tại vết xước bên trong nhộn nhạo lên. Từ từ. Màu đen vết xước biến thành một cái vòng xoáy màu đen, không ngừng tại Diệp Thần Phong ba cái thức hải phía trên xoay tròn. Tại vòng xoáy màu đen hình thành sau, Diệp Thần Phong toàn thân hỏa thiêu khó chịu bắt đầu hạ thấp rồi. Hắn trong mi tâm cái kia ba cái liên tục bốc lên thức hải cũng từ từ bình tĩnh lại. Cả người được ướt đẫm mồ hôi, trên da màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn rút đi Diệp Thần Phong, miệng hắn bên trong hơi thở hổn hển, cảm thụ ba cái thức hải phía trên cái kia nhiều ra vòng xoáy màu đen. Hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, đây chính là luân hồi vòng xoáy sao? Cái này vừa vặn hình thành luân hồi vòng xoáy là có thể cắn nát thần tôn cảnh trung kỳ cường giả thần hồn.
Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm thụ Diệp Thần Phong ba cái thức hải phía trên vòng xoáy màu đen, bằng vào cảm giác, hầu như phát giác không ra cái này nhiều ra vòng xoáy màu đen có chỗ đặc thù gì. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, hẳn là yếu có thần hồn xông vào trong biển ý thức của ngươi, này luân hồi vòng xoáy mới sẽ sinh ra tác dụng, ta nghĩ chúng ta đã từng nhìn đến ghi chép tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, đợi có cơ hội, ngươi có thể khiến người khác thần hồn cố ý xông vào trong biển ý thức của ngươi thử một chút xem. Diệp Thần Phong biết cũng chỉ có thể đủ như thế, chính hắn cũng cảm giác không ra này luân hồi vòng xoáy có những gì bất đồng, chính là một không ngừng khi hắn ba cái thức hải phía trên xoay tròn vòng xoáy mà thôi, xem ra thật sự muốn tìm cái đến chủ động đưa người chết thí nghiệm một chút. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, đừng nghi thần nghi quỷ rồi, ta nghĩ luân hồi vòng xoáy tác dụng tuyệt đối sẽ không kém, tiểu tử ngươi có thể thu được hỗn độn nhẫn, này có thể nhường cho con đường tu luyện của ngươi bình thản không ít. Nếu như không có hỗn độn nhẫn, cho dù có ta cùng Lão Bạch giúp đỡ ngươi, chỉ sợ ngươi yếu bước lên sống mãi còn muốn càng thêm khó khăn. Đợi đến triệt để khôi phục sau đó Diệp Thần Phong một lần nữa cảm ứng lên tiểu thế giới còn lại biến hóa, thần thức của hắn không ngừng tại trong tiểu thế giới khoách tán, muốn dò xét tra một chút vẫn không có còn lại cơ duyên xuất hiện ở đây. Chương 2379 đến Trương gia. Tại một phen tra xét sau, hỗn độn nhẫn trong tiểu thế giới, tuy nói còn xuất hiện một chút còn lại cơ duyên, nhưng đối với thần vương cảnh trung kỳ Diệp Thần Phong tới nói là không hề có tác dụng được rồi, ngược lại là đối trong tiểu thế giới những người còn lại có không nhỏ trợ giúp. Diệp Thần Phong đem các loại thăm dò đến cơ duyên phương vị toàn bộ ghi chép lại, giao cho Diệp Đông Kiện đám người, để cho bọn họ có thể đi những chỗ này tăng lên một ít thực lực. Diệp Thần Phong không thể tại trong tiểu thế giới ở lâu, đối với hắn hiện tại mà nói. Thăm dò đến Ngô gia cùng Giang gia vị trí, đây mới là chuyện quan trọng nhất, lại có thêm hắn chả lo lắng cùng hắn thất tán Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng đây. Về phần Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên nguyên bản chính là viễn cổ giới người, các nàng trở về viễn cổ giới sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa quấn lấy Diệp Thần Phong, muốn để Diệp Thần Phong dẫn bọn họ ra ngoài. Nhưng bây giờ chả không phải lúc, bất quá. Diệp Thần Phong cũng đáp ứng rồi bọn hắn, chỉ cần thực lực của bọn họ bước vào địa thần cảnh, liền nhất định sẽ dẫn bọn họ ra ngoài xem. Này làm cho Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh có càng nhiều hơn tu luyện động lực, Diệp Thần Phong hầu như có thể tiên đoán được, lần sau tiến vào tiểu thế giới, này ba tên tiểu gia hỏa thực lực e sợ so với hiện tại lại sẽ tăng cao không ít. Cùng trong tiểu thế giới người đồng thời ăn bữa cơm, Diệp Thần Phong liền vội vàng vàng rời khỏi. Làm Diệp Thần Phong từ khai thác phong bế trong thạch thất đi ra, xuất hiện lần nữa tại Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia trước mặt lúc. Trong đó thực lực tại thần vương cảnh sơ kỳ Trình Viễn Mộc, hắn cái thứ nhất sững sờ rồi, hắn trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi, thực lực của ngươi bước vào thần vương cảnh trung kỳ. Nghe được Trình Viễn Mộc lời nói sau, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia con mắt cũng vi vi trừng lớn. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong gật gật đầu sau đó trong lòng bọn họ càng là lật lên từng đợt cuộn sóng. Không cẩn thận đã đột phá, có thể là quá lâu không hề tăng lên thực lực duyên cớ, cho nên lần này đột phá so sánh nước chảy thành sông. Diệp Thần Phong hàm hồ suy đoán giải thích một câu. Này Diệp Thần Phong không giải thích cũng còn tốt, vừa giải thích Trình Viễn Mộc suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Không cẩn thận đã đột phá. Là quá lâu không hề tăng lên thực lực duyên cớ. Trình Viễn Mộc thật có loại muốn gặp trở ngại kích động, hắn nhưng là biết Diệp Thần Phong cốt linh, một cái 30 tuổi người. Nói quá lâu không đột phá, cho nên đột phá nước chảy thành sông. Con đường tu luyện, 30 năm quang cảnh tính là gì? Tính đã lâu rồi sao? Thực lực càng là đi lên, khả năng mấy trăm năm, chính là mấy ngàn năm đều không thể tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Đặc biệt là tại bước vào thần vương cảnh sau. Trình Viễn Mộc có bao nhiêu năm không có đột phá, tối thiểu đã mấy trăm năm đi nha. Hắn tại sao không có bởi vì quá lâu không đột phá, thực lực tới một cái nước chảy thành sông đột phá. Trình Viễn Mộc sắc mặt nghẹn đến đỏ lên cực kỳ. Người này so với người khác thực sự là tức chết người, nhớ hắn tại 30 tuổi thời điểm chả là thực lực ra sao. E sợ liền hiện tại Diệp Thần Phong một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Trình Diệp Giao cùng lão quản gia cũng là thán phục liên tục, từ khi gặp phải Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn mới biết dĩ vãng thấy được thiên tài,
tại Diệp Thần Phong trước mặt quả thực chính là một cái dám chó. Quá rồi tốt, sau một hồi lâu, Trình Viễn Mộc tâm tình mới xem như là bình phục xuống. Diệp tiểu huynh đệ, lão hủ có thể khẳng định tương lai ngươi tuyệt đối có thể đứng lên viễn cổ giới đỉnh phong. Nếu để cho Trình Viễn Mộc biết Diệp Thần Phong bây giờ chả ngại chính mình đột phá không đủ nhanh, như vậy chỉ sợ hắn liền muốn thật sự hộc máu. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta bây giờ có thể khởi hành đi Vạn Hỏa Thành. Vạn Hỏa Thành khoảng cách Linh Phong Thành có 2 ngày lộ trình, bọn hắn bây giờ nơi ở chính là Linh Phong ngoài thành một chỗ sơn mạch. Trình Viễn Mộc muội muội năm đó gả tới Vạn Hỏa Thành Trương gia, bình thường rất ít hồi Linh Phong Thành tới rồi, lần trước về tới vẫn là 10 năm trước đi. Trương gia tại Vạn Hỏa Thành cũng coi như là một cái hàng đầu gia tộc. Bất quá, Vạn Hỏa Thành nhưng là so với Linh Phong Thành phồn hoa không chỉ một sao nửa điểm, dù sao tại Vạn Hỏa trong thành có Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường phân bộ, tại viễn cổ giới bên trong, luyện dược sư cùng luyện khí sư đồng dạng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Đương nhiên phù sư cùng trận pháp sư địa vị cũng không thấp. Này Vạn Hỏa Thành mặc dù bị xưng là Vạn Hỏa Thành. Đó là bởi vì tại Vạn Hỏa Thành dưới nền đất cực sâu chỗ, có mảng lớn lửa nóng dung nham. Chế thuốc cùng luyện khí cũng phải cần dùng đến hỏa, sau đó Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường ở nơi này đã thành lập nên phân bộ, đem dưới nền đất dung nham tập trung dẫn tới trên mặt đất, dùng này đến để cho bọn họ chế thuốc cùng luyện khí. Dù sao không phải mỗi người đều sẽ có ngày địa chi hỏa loại này ít ỏi hỏa diễm. Nguyên bản Vạn Hỏa Thành không gọi Vạn Hỏa Thành, là Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường ở nơi này thành lập phân bộ, nơi này cũng càng ngày càng phồn hoa, cuối cùng mới đổi tên là Vạn Hỏa Thành. Vạn Hỏa Thành Trương gia. Gia tộc kia bên trong có thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả tọa chấn, tại viễn cổ giới xem là khá có thể điểm danh vào một cái gia tộc rồi. Chỉ cần bên trong gia tộc có thần tôn cảnh cường giả. Như vậy tại toàn bộ viễn cổ giới không tính hạng bét gia tộc. Năm đó Trình Viễn Mộc muội muội gả cho chính là Trương gia bằng hệ một cái đệ tử. Trình Viễn Mộc chỉ khi nào năm muội muội xuất giá thời điểm, đi qua một lần Trương gia mà thôi, sau đó đều là muội muội của hắn trở về. Mỗi lần Trình Viễn Mộc muội muội trở về đều là phi thường phong quang. Trình Viễn Mộc cũng từ muội muội mình trong miệng biết được. Người tại Trương gia qua vô cùng tốt. Bất quá, người gả cho dù sao chỉ là Trương gia chi thứ người, người không giúp được Trình gia gấp cái gì, không cho được Trình gia khổng lồ tài nguyên cùng chống đỡ. 2 ngày lóe lên liền qua. Trải qua 2 ngày chạy đi sau. Diệp Thần Phong, Trình Viễn Mộc, Trình Diệp Giao cùng lão quản gia bọn hắn thuận lợi đã tới Vạn Hỏa Thành hùng vĩ cửa thành. Tại Diệp Thần Phong yếu bước vào Vạn Hỏa Thành thời điểm. Trình Viễn Mộc nói, Diệp tiểu huynh đệ, Vạn Hỏa Thành không thể so với Linh Phong Thành, đến Vạn Hỏa Thành cường giả có không ít, gặp phải một chút phiền toái sự tình. Nhịn một chút liền gió êm sóng lặng. Diệp Thần Phong biết Trình Viễn Mộc là có ý tốt, hắn đem người bên trong thật khí thế cực hạn thu liếm, trên người duy trì giống như Trình Diệp Giao địa thần cảnh thật khí thế, lấy hắn thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế, lại tăng thêm hắn trẻ tuổi như vậy tướng mạo. Đích xác rất dễ dàng liền gây nên sự chú ý của người khác rồi. Tại bước vào thần vương cảnh trung kỳ sau, Diệp Thần Phong thu liếm khí thế, cho dù thần tôn cảnh cường giả cũng hầu như cảm giác không ra ngoài. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người thay đổi, Trình Viễn Mộc gật đầu cười, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Thích đương che giấu phong mang là một chuyện tốt. Trình Viễn Mộc nói, Diệp tiểu huynh đệ, chờ đến Trương gia. Liền trước oan ức ngươi rồi, ngươi tự lấy Diệp Giao thân phận bằng hữu đi. Ngươi muốn đi Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường hỏi thăm Ngô gia cùng Giang gia tin tức, có lẽ có Trương gia đứng ra hội càng thêm dễ dàng một chút. Diệp Thần Phong không có từ chối đề nghị của Trình Viễn Mộc, nếu như Trương gia có thể giúp hắn đứng ra hỏi Ngô gia cùng Giang gia vị trí, như vậy hắn cũng tiết kiệm phiền toái, dù sao Dược Thánh Đường cùng Khí Thánh Đường người cũng không biết hắn Diệp Thần Phong nhân vật này. Đến lúc đó hắn tự mình đi hỏi e sợ còn muốn bỏ phí một phen thời gian. Chương 2380, gặp gỡ, tình cảnh. Liền ở Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc bọn hắn yếu bước vào Vạn Hỏa Thành. Trong chớp mắt, một trận âm, gió từ đằng xa lướt đi tới, một đạo vô cùng cường đại thật khí thế, đem Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc đám người hướng về hai bên trùng kích ra rồi. Sau đó, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa thành. Bóng đen này trên người mặc một bộ trường bào màu đen,
cả khuôn mặt được giấu trùm lên mũ trùm bên trong, tại mũ trùm bên trong tản ra hai cái điểm sáng màu xanh lục, hẳn là con mắt của hắn phát ra ánh sáng, xem ra con mắt của hắn là màu xanh lá. Được bóng đen này thật khí thế xông ra Diệp Thần Phong đám người, trong đó Trình Diệp Giao cùng lão quản gia sắc mặt hơi trắng bệch. Bóng đen này người khí thế trên người hẳn là nằm ở thần tôn cảnh sơ kỳ tầng thứ. Vô duyên vô cớ được bóng đen này người thật khí thế xông ra, Diệp Thần Phong lông mày chăm chú vừa nhíu, Trình Viễn Mộc vội vàng lôi hắn một cái, ra hiệu khiến hắn phải tỉnh táo. Bóng đen người cảm giác tại Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc bọn người trên thân đảo qua, bởi Diệp Thần Phong thu liễm thực lực, hắn chỉ có thể cảm giác được ở đây thực lực mạnh nhất chính là thần vương cảnh sơ kỳ Trình Viễn Mộc. Hắn trong lỗ mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng, vài con nhỏ yếu con kiến, dám ngăn trở bản tôn con đường, quả thực là không biết sống chết. Tay áo bào vung lên. Có lẽ là bởi vì chướng mắt Diệp Thần Phong đám người thực lực, bóng đen người trực tiếp lướt vào vạn hỏa thành bên trong. Tại bóng đen người triệt để sau khi rời đi. Trình Viễn Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp tiểu huynh đệ, nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là quỷ tôn, người này nhưng ta. Tính vô cùng, hơn nữa chiến lực của hắn phi thường đáng sợ, hắn vẫn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Chúng ta mới vừa vặn đi tới vạn hỏa thành, không thích hợp lập tức gây sự, tuy nói Diệp tiểu huynh đệ chiến lực của ngươi cũng phi phàm, nhưng quỷ này tôn thủ đoạn rất nhiều. Theo kể chuyện xưa quỷ tôn vì bước lên con đường tu luyện, chém cắt hết thảy tình cảm thời điểm, hắn tự tay tàn sát. Giết mình hết thảy người nhà, thậm chí ngay cả chính mình vừa vặn trăng tròn nhi tử cũng không có buông tha. Ban đầu ở Trình Viễn Mộc mang Diệp Thần Phong đi chỗ kia sơn cốc, trong đó thiên địa chi hỏa băng hỏa lam diễm được thanh viêm cắn nuốt mất rồi, quỷ này tôn không phải là băng hỏa lam diễm chủ nhân ma. Lúc đó Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi sơn cốc không một lúc sau. Quỷ tôn mới san san đến muộn chạy tới bên trong sơn cốc. Mấy ngày nay, quỷ tôn lửa giận trong lòng khó nén, hắn một mực tại tìm kiếm thu rồi hắn băng hỏa lam diễm người, đáng tiếc băng hỏa lam diễm được thanh viêm cho hấp thu, nếu như Diệp Thần Phong không đem thanh viêm thả ra ngoài. Quỷ tôn là căn bản sẽ không biết mình băng hỏa lam diễm là bị Diệp Thần Phong cho thu rồi. Diệp Thần Phong cùng Trình Viễn Mộc bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết. Quỷ tôn chính là bọn hắn lúc trước đi chỗ kia chủ nhân của sơn cốc. Diệp Thần Phong khi nghe đến Trình Viễn Mộc giới thiệu sau đó hắn đối quỷ này tôn phản cảm vô cùng, nhưng hắn lần này tới vạn hỏa thành mục đích chủ yếu, đó là vì biết được Ngô gia cùng Giang gia nơi ở. Chỉ cần quỷ tôn không chọc đến thượng hắn, như vậy hắn cũng sẽ không đi tìm phiền toái, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trình Viễn Mộc chào hỏi Diệp Thần Phong hướng về vạn hỏa trong thành đi đến. Đạp xuống tiến vạn hỏa thành. Lập tức có thể cảm nhận được trong không khí có một loại nóng rực tại lan tràn, nhưng loại này nóng rực liền ngay cả người tu luyện cấp thấp cũng có thể chống đỡ, đối với người tu luyện tới nói căn bản là không đáng sợ. Trình Viễn Mộc căn cứ ký ức hướng về Trương gia vị trí lao đi. Vạn hỏa thành diện tích cực kỳ to lớn. Trình Viễn Mộc cho Diệp Thần Phong giới thiệu vạn hỏa thành các loại, Diệp tiểu huynh đệ. Dược thánh đường cùng khí thánh đường những người kia toàn bộ là mắt cao hơn đầu, hy vọng muội muội ta chỗ ở Trương gia có thể giúp được ngươi một ít mau lên. Tại vạn hỏa trong thành cấp tốc đi tới nửa giờ sau. Trình Viễn Mộc mang theo Diệp Thần Phong bọn hắn đứng tại một chỗ rộng lớn trước phủ đệ. Chỉ thấy tòa phủ đệ này trước phân biệt hai bên để một con lớn vô cùng tảng đá điêu khắc thành kỳ lân. Tại phủ đệ cửa vào còn có hai tên thiên thần cảnh một tầng người canh gác. Ngay phía trên mang theo một khối trên tấm bảng thình lình viết Trương phủ hai cái chữ to này. Trình Viễn Mộc dẫn Diệp Thần Phong bọn hắn hướng về Trương phủ cửa lớn đi đến, lập tức được canh gác cửa ra vào người cho ngăn lại, những người không có liên quan không được bước vào. Trình Viễn Mộc đối với người giữ cửa lạnh lẽo, thần sắc của hắn không có thay đổi, hắn nói ra, hai vị. Kính xin thông báo một tiếng, muội muội ta chính là Trình Đẹp Chân, năm đó gả tới các ngươi Trình phủ tới. Một tên trong đó người giữ cửa ánh mắt cổ quái liếc nhìn Trình Viễn Mộc, hắn nói, ngươi là Trình Đẹp Chân ca ca. Trình Đẹp Chân xuất hiện tại không có tư cách từ Trương ra cửa chính ra vào rồi, muốn đi thấy nàng từ cửa hông tiến vào. Trình Viễn Mộc lúc này sắc mặt khẽ thay đổi rồi, nhưng hắn tại Trương ra cũng không dám làm sao. Hắn nhẫn nhịn tức giận trong lòng, trực tiếp hướng về Trương ra một bên khác cửa hông đi đến. Ở bên môn đồng dạng có người Trương ra canh gác.
Lúc này Trình Viễn Mục tại báo ra Trình Đẹp Chân danh tự sau, một tên trong đó canh gác người lập tức đi vào thông báo một tiếng. Rất nhanh một tên ăn mặc quần áo màu xám lão, phụ, người, từ cửa hông bên trong đi ra. Người đang nhìn đến Trình Viễn Mộc cùng Trình Diệc Giao sau, ca, các ngươi làm sao tới nơi này? Người này chính là Trình Viễn Mộc muội muội Trình Đẹp Chân rồi, từ trên người nổi lên thật khí thế phán đoán, thực lực của nàng hẳn là tại nửa bước thần tôn tầng thứ. Việc này nói rất dài dòng, chuyện là như vậy. Trình Viễn Mộc đem Trình ra những người còn lại phản bội chuyện của Trình gia tình nói một lần, đương nhiên hắn cũng không hề bảo. Lộ ra Diệp Thần Phong tin tức, chỉ nói là sau đó bọn hắn đã nhận được một vị cường giả giúp đỡ, cuối cùng mới có thể sống sót rời đi Linh Phong Thành. Đang nghe xong Trình Viễn Mộc lời nói sau, Trình Đẹp Chân cũng là liên tục thở dài, nàng nói ca. Tại Trương gia là có nhiều chi bằng hệ, lão đầu nhà ta chỉ là trong đó một nhánh bằng hệ bên trong một mạch. Nguyên bản cuộc sống của chúng ta tại Trương gia là trải qua không tồi, dù sao lão đầu nhà ta tại thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ, phàm là bằng hệ chi mạch bên trong có người có thể bước vào thần vương cảnh, này mới có thể ở đến Trương gia nội viện, phàm là không có thần vương cảnh bằng hệ một mạch, chỉ có thể ở tại Trương gia ngoại viện. Lão đầu nhà ta một tháng trước đi ra một chuyến, đến nay vẫn chưa về, bên trong gia tộc bổn mạng của hắn ngọc bài nổ tung rồi, này liền nói rõ hắn đã vẫn lạc. Tại chúng ta một cái chi bảng hệ bên trong, chỉ có lão đầu nhà ta một người đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ. Tại không có thần vương cảnh sơ kỳ sau đó chúng ta này một chi người toàn bộ được rời ra nội viện, đem đến Trương gia ngoại viện đến rồi. Liền ngay cả bình thường ra vào cũng chỉ có thể đủ hướng về cửa hông đi. Trình Viễn Mộc không nghĩ tới em rể của mình chết rồi, muội muội của hắn Trình Đẹp Chân bây giờ tại Trương gia địa vị cũng vô cùng thấp. Xem ra muốn để Trương gia hỗ trợ đi Dược Thánh Đường hoặc là Khí Thánh Đường tìm hiểu Ngô gia cùng Giang gia vị trí cụ thể là không thể nào. Trình Đẹp Chân cũng không rõ ràng Trình Viễn Mộc ý nghĩ trong lòng, người tiếp tục nói ca, tuy rằng ta tại Trương gia tình cảnh không thật là tốt, nhưng ngoại viện cũng rất lớn, các ngươi ở lại là thừa sức, về sau các ngươi liền an tâm ở lại Trương gia, chúng ta đi vào trước lại cẩn thận tâm sự. Trình Viễn Mộc, Diệp Thần Phong, Trình Diệc Giao cùng lão quản gia chỉ có thể trước tiên đi theo Trình Đẹp Chân từ cửa hông tiến vào Trương gia ngoại viện rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.